Hello, vâng, lại là em Phạm Huấn đây các bác nhé. Rất vui, trân trọng cảm ơn quý bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng của bên em trong suốt thời gian qua. Chúc các bác luôn luôn có sức khỏe dồi dào. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lại lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Vẫn là chương trình bình luận trên video nha. Các bác cứ bình luận trên video tối đa là 10 lần và trong những cái lần bình luận đấy thì có kết quả trùng với kết quả xổ số miền Bắc là các bác sẽ nhận được quà 150.000 nhá. Đó. Phần quà là 150.000. Đấy, rồi ok em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái lô đó là cái chảo của Nhật nhá, chảo của Nhật. Con này thì nó nặng khoảng gần 1 cân nhá, nặng khoảng gần 1 cân. Hàng khá là dày dẫn và chắc chắn luôn. Con này thì các bác đun bếp từ bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại nói chung là đều đun được hết quá nhá. Đấy. Thì bếp các bếp kia thì em chưa test nhưng mà bếp từ với lại bếp ga là đun là ok nhá. Bếp từ bếp ga là đun ok. Con chảo này thì đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá, 28 cm. Đây. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất đi Hàn Quốc nhá. Hàng của Nhật và xuất đi Hàn Quốc đây. Đấy. Hàng thì hàng của Nhật xuất đi Hàn Quốc. Đây. Các cái thông số của nó đây này. Đấy. 28 cm các bác nhá, 28 cm. Đấy, các bác thấy không? Đây, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Lên cho em là chảo Nhật nhá. Giá thì sẽ là 150.000 các bác. Đó, chảo Nhật. Con này thì bên shop đang bán là 200k. Đợt này thì về cho bác giá thì còn 150k nhá. 150k cho một em chảo Nhật như này. Lên cho em chảo Nhật, giá sẽ là 150.000. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì các bác sẽ nhận được kèm cho các bác là một cái quai như này nhá. Cái quai của nó sẽ là quai bằng gỗ như này. Quai bằng gỗ như này và về nhà thì các bác chỉ cần là ấn vào cái đầu này cho em này, ấn cái đầu này, nó ấn vào đây. Sau đó thì các bác xoáy cái gen này vào cho em này. Xoáy cái này nó có ốc này, ấn nó sập vào này. Sau đó thì cái này nó có ốc rồi. Có ốc nhá. Đấy, nó có ốc sẵn trong này rồi. Và cái đầu này nó có gen rồi, về nhà các bác chỉ cần xoáy vào là xong. Đó, đây. Như này là mình đã có một cái quai rất là chắc chắn rồi. Con này thì hàng khá là nặng luôn, dày lắm các bác. Đây, các bác nghe tiếng kêu là các bác biết này. Rất dày quá rồi, dày cực kỳ là dày luôn. Đánh nhám nhá, đánh nhám và chống dính rất là tốt luôn. Đấy, có đánh nhám chống dính rất là tốt. Lưu ý các bác trước khi sử dụng nhá thì mình cho nhiều dầu vào cho em, xong là đun sôi thật kỹ đi, cho nó ngấm vào cái chảo này, cho nó tráng qua cái lớp thành chảo nó đi để mình đun nhá, để mình dùng cho nó được bền và nó chống dính tốt. Lưu ý các bác là cái này chỉ dùng để rán thôi, còn ngoài ra thì các bác đừng dùng vào cái việc gì khác, đừng có hấp cá hay là xào nấu gì vào đây nhá. Chảo để rán thì chỉ có chuyên để rán dầu mỡ thôi nhá, đừng cho đồ mặn hay có cái gì vào đây. Rồi ok, đó, lên mã cho em là chảo Nhật nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con chảo Nhật như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Coi lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Con này thì cũng là hàng của Nhật này. Đấy, đường kính của nó sẽ là 20 cm. Đấy. Lên mã cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu. Con này thì các bác dùng để chiên ngập dầu là cực kỳ là ok luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá khá là hợp lý nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là chảo chiên ngập dầu. Đây. Đấy thì đây nó sẽ là một con chảo như này. Một con chảo như này kèm theo cho các bác là một cái khay như này nữa. Một cái khay như này nữa các nhá. Đấy để các bác dùng mình chiên rán xào nấu này. Con này cũng khá là dày nhá. Hàng này rất là dày luôn quá rồi. Đấy. Dòng này thì tráng đá chống dính nhá. Có tráng đá chống dính này. Khá là dày luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho con chảo chiên ngập dầu như này. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu, giá của nó sẽ là 100.000. Có tráng đá chống dính luôn các nhá. Có tráng đá chống dính luôn, rất là đẹp. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20 cm. 20 cm cho cái con chảo chiên ngập dầu như này các nhá. Đấy, đường kính của nó là 20 cm. Rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó. Rất là nhỏ gọn và tiện dụng nhá, 20 cm. Các bác chiên dầu lên riếc thì rất là ok. Đấy, lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên này, đó. Chảo chiên ngập dầu, giá của nó sẽ là 100k. Đấy, đường kính 20 cm. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái chảo chiên ngập dầu như này. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đường kính là 20 cm. Đó đây. Đấy, đường kính 20 cm các nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái con máy hút thổi bụi nhá. Lên cho em là máy hút thổi bụi. Con này thì nó sẽ là nặng là 0,38 kg, kích thước của nó là 230 x 165 x 65 mm, dài rộng và cao nhá. Lên cho em là máy hút thổi bụi này. Đó. Máy hút thổi bụi. Hút thổi bụi nhá. Con này thì cả hút cả thổi luôn. Hút thổi bụi, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho con máy hút thổi bụi như này. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đây, made in Japan nhá. Đó, made in Japan. Đây, made in Japan con này rất là mạnh luôn.
Đấy, hút rất là mạnh luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Hút rất mạnh, rất khỏe luôn. Để em thử hút cái con điện thoại này xem nó như nào nhá. Đấy. Đấy các bác này. Đấy. Nó gần như hút được con điện thoại này lên luôn các bác này. Đấy, rất là khỏe luôn các bác nhá. Rất là khỏe luôn. Còn những cái biển này thì nó hút phát một là lên các bác này. Đấy, những cái biển này nó hút rất mạnh luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây. Những cái biển này thì nó hút phát một luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Hút rất là mạnh luôn nhá, hút rất là mạnh luôn. Con này thì có cả đầu hút cả đầu thổi nhá. Đấy, đây đầu này của nó là đầu hút này. Đầu hút thì có cả tay nối dài và có cả cái tay để các bác dùng để mình trà như này nhá. Đấy, mình thì dùng mình ví dụ như là bàn phím hay bàn thờ để có cái phần chổi này để các bác vệ sinh. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cái đầu thổi đây. Có cái đầu thổi thì các bác lắp vào đây cho em này. Đấy. Để mình thổi bụi này. Đấy các bác nhá. Thổi bụi nhá. Đây nhá. Đây các bác này, thổi bụi hoặc là các bác có thể là dùng để bơm phao bơm bóng đều được này. Đây. Đấy các bác dùng để bơm phao bơm bóng con này cho em này. Đấy. Bơm phao bơm bóng này, các bác thấy không? Đấy. Rất là ok nhá. Đây nó bơm căng như này các bác. Đó, các bác thấy không? Đấy. Dùng để mình bơm phao bơm bóng các thứ cũng đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì khá là tốt cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là máy hút thổi bụi nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là hàng made in Japan các bác này, made in Japan. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Máy hút thổi bụi giá sẽ là 180k nhá. 180k thì em máy hút thổi bụi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao ba con nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là dao cán gỗ thì bên shop về nó sẽ có 3 mẫu nhá. Đấy, mẫu 3 mẫu như này. Đầu tiên là con to nhất là con dao chặt này, đấy con dao chặt hàng thương hiệu Seki Japan. Con này thì cân nặng của nó khoảng 5 lạng các bạn. Con này thì rất là bén luôn, để em thử dọc dây bóng xem như nào nhá. Đấy, dọc dây bóng xem. Đó, đây. Một con dao chặt mà dọc được dây bóng như này tức là dao rất là sắc luôn con này. Đấy, dao rất là sắc luôn con nhá. Đấy. Rất sắc luôn con. Đó. Rất sắc luôn. Đây. Còn dọc giấy thì quá đơn giản rồi. Dọc giấy thì quá đơn giản rồi. Đấy. Hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì nó sẽ là hàng made in Japan nhá. Đây. Chữ này của nó sẽ là chữ made in Japan này. Đó. Made in Japan giống như mình dùng cái chữ Việt Nam mình gọi là sản xuất tại Việt Nam nhá. Seki Japan này. Hàng nặng là 5 lạng nhá. Nặng 5 lạng. Quát lên cho em là con này dao là của nó sẽ là tên là dao chặt gỗ nhá. Đấy, chặt gỗ. Giá của nó sẽ là 180.000 cho con dao chặt gỗ như này. 180.000 cho con dao chặt gỗ như này các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con này là con thái gỗ, con này thì chiều dài của nó sẽ là tầm khoảng 30 cm nhá, 30-31 cm. Đấy. Con này mang ấy để giặt để bỏ gọn lên vứt bừa ra. Lên cho em là thái gỗ nhá. Đó. Thái gỗ, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k cho con thái gỗ như này. Đấy. 90.000 cho con thái gỗ như này. Đấy thì nếu mà các bác mua combo hai con như này thì sẽ được tặng kèm một con nhá. Đấy. Mua 2 tặng 1, nếu như mà mua hai con này sẽ được tặng một con này. Còn con này thì các bác lên cho là gọt gỗ, con này thì bên em đang bán lẻ, giá của nó sẽ là đây, hàng thương hiệu Seki Japan con này. Con này thì bên em đang bán lẻ, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là gọt gỗ, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con gọt gỗ như này. Đấy, 40k cho một con gọt gỗ như này nhá. Đấy. Thì nếu mà các bác mua combo 3 con như này thì các bác lên mã cho em là bộ 3 dao thái gỗ, giá của nó sẽ là 270.000 và bao ship nhá. Đấy, bộ 3 này. Bộ 3 dao thái gỗ này, bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao cán gỗ nhá, cán gỗ. Giá của nó sẽ là 270k và bao ship nhá. Đấy, 270.000 và bao ship. Đó. Tức là các bác mua hai con này, con này là 180, con này 90.000 là 270 thì sẽ được tặng kèm thêm một con này nữa. Đấy, tặng kèm thêm con nhỏ như này. Mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1 các bác nhá. Đấy. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây con này. Đó, đây. Rất là bén quá nhá. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đấy, rất là bén luôn. Đó. Rất là bén quá này. Đấy. Mua 2 tặng 1 luôn, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn. Mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1 các bác nhá. Đấy, rất là bén quá này. Đó, rất là bén luôn các bác theo. Đó, dao rất là bén luôn. Khá là ok nhá. Đấy. Và rất là bén luôn các bác theo. Đó. Thì các bác cứ mua hai con thì sẽ được tặng một con nhỏ như này. Đấy, hai con là đi 270.000 thì sẽ được tặng kèm một con nhỏ như này các nhá. Đấy. Còn không thì các bác cứ lên tên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá của nó sẽ là 270.000. Thì con này bán lẻ là 40.000, con này bán lẻ là 90.000, còn con dao chặt thì lẻ của nó sẽ là 180.000 nhá. Đấy. Thì 180.000 thì chưa có bao ship đâu. Đấy thì các bác cứ mua phát combo 3 con này đi. 3 con dao có 270.000. Giá quá là tốt cho các bác luôn. Đấy. Combo 3 con 270.000 cho các bác luôn. Lên cho em là combo 3 dao cán gỗ nhá, giá của nó sẽ là 270.000. Sản phẩm tiếp theo
Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy trà bếp đấy. Các bác lên theo là máy trà bếp. Con này thì nó sẽ là 100.000 cho một con máy trà bếp như này. Có dây sạc này, có đầu bông nó biết này các bác này. Đấy, máy của nó thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác dùng để đánh cọ kỳ, rửa đồ nhà bếp, rồi nói chung là các cái thiết bị đều ok hết nhá. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em là máy trà bếp. Đấy, có kèm dây sạc giúp các bác luôn, các cái đầu bông để mình thay thế nhá. Đó. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, lắp ráp cũng rất là dễ dàng này. Đây. Đó, theo. Đó. Lên mã giúp em là máy trà bếp nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một em 100.000 cho em máy trà bếp như này. Lên cho em là máy trà bếp, giá của nó sẽ là 100.000. Đó. Máy trà bếp này. Máy trà bếp giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho em máy trà bếp. Đó, đây sẽ cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, các bác có thể dùng để kỳ cọ rửa nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Rồi xoong nồi, dép guốc, nói chung là tất cả các cái bề mặt đều cọ rửa đều sạch hết nhá. Đấy bác theo. Đấy. Nhà tắm, nhà vệ sinh, xoong nồi niêu, xoong chảo đưa máy vào mình kỳ cọ đi cho em. Đó, rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, các bác theo. Đấy, đưa vào cọ phát đánh sạch luôn. Có đầu bông, có đầu bàn chải nhá. Giá sẽ là 100.000. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái keo vá tường nhá. Các bác lên cho em là keo vá tường, một cái lọ này của nó sẽ là 250ml nhá. 250ml, giá thì bỏ cái kéo này ra. Giá của nó sẽ là 40.000 à. 40.000 đúng không? Lên cho em là keo vá tường, giá của nó sẽ là 40.000 nhé. Đây bỏ bên này. Đấy. Keo vá tường giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho một cái hộp keo vá tường như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác cả một cái đầu vòi như này nhá. Một cái đầu vòi như này. Đấy, một cái đầu vòi và kèm theo cho các bác là một cái bàn trà như này để các bác trà. Nó là thuộc dạng kem trắng nhá, thuộc dạng kem trắng. Rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là keo vá tường 200ml. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, các cái phần mà các bác bị bôi bẩn này, hoặc là bị nứt này, hoặc là bị bong chốc này, các bác vá hết vào cho em. Đấy, các bác theo, rất là tiện dụng luôn nhá. Ổ điện, ổ điếc này, các cái vị trí mà bị ẩm, bị mốc, bị bong chốc, bôi hết vào cho em, sau đó thì mình dán lên. Đấy, mình trà nó đi, rất là ok nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có 40.000 trong lọ keo vá tường như này, dùng khá là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái kéo tỉa. Các bác lên cho em là kéo tỉa. Đây các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là kéo tỉa 25 nhá. Con này thì nó cũng gần 25 cm, thì vẫn tên cũ thôi. Thì bên shop sẽ lên cho các bác là kéo tỉa thôi, tại vì đợt này bên shop về có một mẫu thôi, cho nên là không cần. Đấy, lên cho em là kéo tỉa nhá. Con này thì dùng để thôi, lên chữ 25 mà cho nó không nhỡ lẫn với các loại kéo khác. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa 25 các bác nhá, kéo tỉa 25. Đấy. Chiều dài của nó thì nếu mà tính cả cái phần để nó cong ra hết như này thì cũng là 25 26 cm, còn gập cái này vào thì nó khoảng 24 cm, 24 25 cm. Đấy thì lên cho em là kéo tỉa 25 nhá. Đây, rất là ngon luôn. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp nhá. Nó có hai màu, màu đỏ màu đen, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Con này các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, chuyên để tỉa răm này, tỉa răm, tỉa cành, rồi nói chung là rất là tiện dụng luôn các bác theo. Đấy, chuyên để tỉa răm, tỉa cành, cây cối rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt quá nhá. Con này dùng tỉa răm thì thôi rồi luôn. Giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho một con kéo tỉa như này. Đấy. Đấy, giá 80.000, đợt này thì hàng lô này về giá tốt cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo tỉa nhá. Đó, kéo tỉa 25 nhá. Kéo tỉa 25 giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con kéo tỉa 25 như này thôi. Giá chỉ có 60.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, hàng thì rất sắc bén luôn. Made in Japan con này. Đó, đây, made in Japan. Đấy, kéo tỉa, rồi ok. Hello nhá, nay thì bên phỏng vấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới. Đấy, túi vuông bên em lại về các bác nhá. Đó, túi vuông lại về cho các bác này. Và rất nhiều mã hàng nữa em lại lên video để gửi tới các bác. Rồi, xin chào các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký và chia sẻ kênh giúp cho em. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái túi da bò nhá. Nó sẽ là túi vuông như này các bác này. Đấy, nó sẽ là túi vuông như này. Kích thước của nó thì chiều cao khoảng là 25 và chiều rộng là khoảng
22 cent, 20 đến 22 cent đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đó, đây thì nó sẽ có cho các bác là một con túi này, kèm theo cho các bác là quai này. Quai cực kỳ là chắc chắn cho các bác luôn. Đây, quai đây, quai của nó cũng trần da hết nhá. Dòng này của bên em nó là 100% là hàng da bò tự nhiên không nhá, da bò tự nhiên. Túi khuy khóa đều bằng đồng hết. Và các bác lên cho em là lên mã giúp cho em là túi vuông nhá, túi vuông. Đó, túi vuông da bò. Đấy, hoặc lên cho em là túi vuông là được rồi. Tại vì cái này nó chỉ có một mã thôi. Đó, túi vuông da bò cũng được, mà túi vuông được rất nhiều ngăn luôn, bên trong cũng có cả 2 ngăn nữa luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá khá là tốt nhá. Đấy, giá khá là tốt cho các bác luôn. Một cái mẫu túi như này, túi vuông này là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên mã giúp cho em là túi vuông, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Đó, lên cho em là túi vuông này, túi vuông, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k cho cái túi vuông như này. Hàng rất là đẹp, và bên shop về thì nó sẽ có hai màu, một là màu xám, hai là màu xanh. Đấy, màu xám hai là màu xanh, có hai màu như này. Thì các bác lấy màu nào thì các bác báo cho em nhé. Đấy, các bác báo cho em là túi vuông màu xanh hoặc là túi vuông màu xám là được. Chất liệu 100% là da bò. Đây, thì em sẽ test sản phẩm cho các bác xem nhé. Đấy, đây ví dụ như cái khóa này em đưa vào em cào các bác này. Đấy, cào này. Đấy, nó đấy các bác theo, không hề có một cái vết gì cả. Nói chung là hàng rất chất lượng, 100% là da bò tự nhiên nhé, 100% da bò tự nhiên. Các bác dùng nó chỉ có bạc màu đi thôi, chứ không bao giờ bị xỉn hay là bị rách đâu nhá. Đấy, không bao giờ có cái chuyện là bị mốn hay là rách nhá. Đấy, rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là cái chổi tự vắt nhá. Thì bên shop lại về, con này thì giá của nó chỉ có 100.000 thôi. Về nhà thì các bác lắp đặt rất là dễ dàng thôi. Các bác nó có ba chi tiết thế này. Đấy, các bác về các bác chỉ cần xoáy vào thì em là xong nhá. Đó, nó có 3 chi tiết như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần này để các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy kết nối vào đây. Và một cái cán ở đằng sau nữa thôi. Là xong. Xoay 360 độ luôn nhá. Xoay 360 độ luôn. Đây, xoáy cái cán này vào cho em nữa này. Đó, xoáy cán này vào là xong. Nó rất đơn giản thôi. Chiều dài của nó khoảng 1m3 nhá. Khá là dài luôn. Các bác lau đỡ phải cúi nhiều. Và có thể lau trên cao được này. Khi vắt thì các bác kéo như này. Kéo này là nó sẽ tụt vào các bác này. Đấy, kéo này tụt vào. Lưu ý các bác là khi các bác vắt thì nếu mà các bác về các bác để không thì nó sẽ rất là khó vắt để cho dầu lau vào. Đấy, cho dầu lau vào đây và cho nước vào thì cái này nó sẽ mềm ra và nó sẽ dễ kéo hơn rất nhiều, và những cái dầu nữa mỡ nó sẽ vào đây là nó sẽ dễ kéo hơn so với cái việc là các bác kéo thông thường như này. Đấy, thì tay trái các bác cầm bên này và tay phải cầm cái màu trắng này, đẩy xuống như này là được này. Các bác thấy không? Đây nhá. Đấy các bác này. Đấy, tay trái cầm bên này, tay phải cầm cái màu trắng này kéo này. Đó, các bác thấy không? Là nó vắt kiệt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là chổi tự vắt nhá, chổi tự vắt. Con này thì chỉ có 100.000 cho con chổi tự vắt này thôi. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100.000 cho con chổi tự vắt như này. Giá thì khá là tốt các bác nhá. Giá khá là tốt cho bác luôn. Đó, và bên shop thì cũng đang có chương trình bình luận có quà nhá. Các bác cứ bình luận 2 số trên video chung với kết quả xổ số miền Bắc là sẽ có quà, và đặc biệt là chia sẻ video nữa. Chổi tự vắt. Đây con này. Có thể điều chỉnh làm sạch mọi ngóc ngách như góc tường, trần nhà, cửa sổ. An toàn khi sử dụng do cán dài tới 1,3m nên dễ dàng tiếp cận các vị trí và giúp bạn loại bỏ bụi bẩn một cách đơn giản. Cây lau nhà được trang bị vải lau sợi cao cấp, có thể thấm nước nhanh trong vòng 5 giây và có khả năng hấp thụ bụi bẩn rác. Sản phẩm được tích hợp chức năng vắt nước tự động kéo đẩy giúp bạn nhàn hơn và bảo vệ đôi tay của bạn tốt hơn. Thao tác lau quét thật dễ dàng và nhàn nhã, ngoài lau dọn trong nhà còn rất hữu ích khi quét dọn ở trên xe hơi và các nơi khác. Chiều dài của cây lau nhà có thể thay đổi linh hoạt. Chổi lau tam giác có thật sự tốt. Chổi lau nhà đa năng tự vắt được thiết kế hình tam giác. Đây các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể lau trần này, lau tường này, lau gầm này, xoay 360 độ luôn. Đấy. Lau sạch mà có vết bẩn luôn và tự vắt nhá. Đấy. Bên em có bán kèm thêm cả cái miếng lót này nha. Miếng lót thì nó sẽ là 25.000 cho một cái miếng lót như này nhá. 25k cho một miếng lót như này, các bác có thể mua để mình thay thế nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái áo điều hòa. Đấy, chổi tự vắt sẽ là 100.000. Đây. Áo điều hòa thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là
Bên em còn mấy cái này thôi, cũng không còn nhiều các bác nhá. Hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là hai quạt này, một pin này, đó một pin. Đây. Pin cũng là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan nhá. Đó, đây. Made in Japan này các bác này. Đó, đây. Pin của nó thì công suất của nó sẽ là 40.000 mAh các bác này. Đây. 40.000 mAh nhá. Đấy, pin cực khủng luôn, 40.000 mAh. Và lô này bên em về thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Seiko này, Seiko, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em là áo điều hòa nhé, áo điều hòa. Đó, nó sẽ có cho các bác là một số cỡ. Đây, dây sạc cái xiếc của nó đầy đủ cho bác luôn nhá. Đấy, dây sạc xiếc đầy đủ luôn. Dây sạc, dây kết nối đầy đủ nhá. Lên cho em là áo điều hòa, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Áo điều hòa nhá, lên cho em là áo điều hòa, giá của nó sẽ là 650.000. 650k. Và bao ship nhá, nhận hàng các bác kiểm tra test thử và thanh toán giúp cho em. Đó, áo điều hòa. Thì đây là cái bộ pin của nó. Còn đây là cái bộ áo của nhá. Đây. Cái bộ áo này. Áo thì lô này em chỉ còn màu dàn di như này thôi, cũng rất là đẹp luôn. Giày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Áo điều hòa nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop còn mấy quả bóng. Đây, quả này thì công suất của nó là, xem quả này là công suất là bao nhiêu watt. Quả này thì công suất của nó hình như là 100W thôi nhá, 100W. Em cũng chỉ còn có mấy quả nữa thôi. Đấy. Lưu ý các bác là khi mà vận chuyển ấy thì nó có thể bị bong cái này ra, thì về nhà các bác lại xoáy lại là xong nhá. Đó, xoáy lại là xong, nó rất là tiện thôi. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 65W các nhá, 65W. Giá thì bên shop thanh lý cho các bác một cái quả như này. Đấy. Đấy, nó có thể nó bị bong cái này ra thì các bác ấn vào cho em này, ấn vào cho em. Đó. Hàng thì khi mà vận chuyển thì nó không thể tránh khỏi được. Đó, thì các bác ấn vào cho em này là xong. 65W này. Đấy, em còn mấy quả nữa thanh lý cho bác với giá đó là 50k cho một quả bóng 65W thế này. Đấy, còn mấy quả nữa thanh lý nốt cho các bác. Quả này sẽ là quả 65W nhé. Giá của nó sẽ là 50k. Đó, 50k cho cái quả bóng 65W thế này. Giá của nó sẽ là 50k nhé. Em chỉ còn có 3 quả nữa thôi. Công suất của nó sẽ là 65W. Giá sẽ là 50k. Đó, giá thanh lý nốt cho các bác. Giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là, nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là vòi bạc nhá, nó sẽ là màu bạc như này. Ở đây thì nó sẽ đầy đủ ốc rồi tô vít cho bác này. Đấy, và một con vòi như này, và nó có thể xoay 360 độ. Xoay 360 độ để các bác lắp vào chậu rửa mặt, chậu lavabo nhá. Đó, đây. Nó có thể xoay 360 độ như này. Và màu của nó là màu bạc nhá. Các bác có thể để mình xoay rồi mình lắp vào trong các cái thiết bị như là vòi chậu rửa mặt này, rồi là đây, con này thì nó sẽ có điều chỉnh cho các bác cả sen được luôn nhá. Đấy. Sen, điều chỉnh sen rồi điều chỉnh một vòi nhá, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái vòi bạc như này. Giá của nó chỉ có 60k thôi. Lên cho em là vòi bạc nhá. Đó, vòi bạc. Giá của nó sẽ là 60k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, khi các bác lắp vào này, xoáy cái này ra này. Đấy, sau đó thì nó sẽ có ấy ốc luôn. Các bác có thể lắp vào. Nó sẽ như này. Các bác có thể xoay 360 độ này. Dùng để rửa mặt, đánh răng, nói chung là được hết thôi nhá. Rất là tiện luôn. Đây. Đấy, rất là tiện dụng. Xoáy cái đầu này ra, lắp vào. Đấy. Xoay để mình xịt rửa rồi đánh răng rửa mặt, rất là tiện luôn. Đấy, có theo đó, rất ok nhá. Xoay 360 độ, lên cho em là vòi bạc, giá sẽ là 60.000 cho một chiếc như này nhá. Đấy, ốc ít các thứ đầy đủ cho bác luôn. Tiếp theo là lên cho các bác cái khay này, thì bên shop lên mã của nó sẽ là khay tủ lạnh nhá. Đấy, lên cho em là khay tủ lạnh. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là trên 10 cm, chiều rộng khoảng 8-9 cm và chiều cao thì khoảng là 6 cm nhá. Đấy, lên cho em là khay tủ lạnh nhá, bằng inox 304 nhá, khay tủ lạnh. Khay tủ lạnh này, đó, khay tủ lạnh. Giá thì
bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 30k nhé, 30k cho một cái khay tủ lạnh như này. Đó, 30k cho một khay tủ lạnh như này. Giá thì sẽ là 30k cho một cái khay tủ lạnh như này nhá. Và bác nào lấy từ 5 cái trở lên, 5, 3, 15 là 150 thì bên em tính cho các bác là 5 cái là sẽ là bằng 140 nhá. 5 cái là sẽ là bằng 140k. Đấy, thì sẽ bớt được 10.000. Còn lại là mua lẻ thì sẽ là 30k trên một cái nhá, 30k trên một cái. Lên mã cho em là khay tủ lạnh. Con này thì nó sẽ là bằng inox thôi nhá, bằng inox như này. Đấy. Nó có lô thì là inox 304, có lô thì là inox 316 nhá. Đấy, inox 304 có lô thì inox 316. Nói chung là tất cả các dòng inox 304 hay inox 316 thì đều dùng được cho thực phẩm hết. Đều dùng cho thực phẩm và ăn uống là ok, dùng không có vấn đề gì nhá. Giá thì sẽ là một cái con khay như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k và lấy 5 cái thì giá sẽ là 140.000. Dòng này của nó thì nó sẽ có nắp đậy. Các bác về các bác có thể bỏ thực phẩm này, thức ăn này, rồi các cái đồ ăn thừa mình sẽ bỏ vào cái khay này, mình bỏ vào tủ lạnh cho em, sau đó thì đậy cái nắp này lại. Nó khá là tiện nhá. Hoặc là các bác có thể dùng để mang cơm, mang thực phẩm, mang thức ăn đi làm cũng được. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín mình bỏ vào đây. Đấy, một hai khay mình chồng với nhau. Một khay cơm, một khay đồ ăn chín bỏ vào đây là ok nhá. Giá khá là hợp lý cho bác luôn, chỉ có 30.000 cho một cái khay này thôi. 30.000 cũng nhá. Lên mã giúp cho em là khay tủ lạnh nhá. Khay tủ lạnh giá sẽ là 30.000. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là không nhận hàng nhá. Đó. Hàng về ngập tràn shop để gửi tới quý các bác, chị và các bạn luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái ổ điện mẫu mới này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chân cắm dẹt các bác này, chân cắm dẹt. Chiều dài của dây thì nó vào khoảng là 1m3. Còn tổng chiều dài từ đầu ổ này đến hết dây thì nó là 1m5 nhá. Con này của nó thì nó sẽ là hàng cao cấp, có cho các bác là tới tận 4 cổng USB luôn. 1, 2, 3, 4 cổng USB như này các bác nhá. Đó, và có công tắc đóng ngắt nhá. Có công tắc đóng ngắt như này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là ổ trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là ổ trắng nhá. Ổ trắng này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con ổ trắng như này. Đấy, thì bên shop có dòng ổ xanh và ổ trắng thì tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Con này của nó sẽ có cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 ổ cắm luôn các bác nhá. Dòng này thì nó là quá là cao cấp rồi. 6 ổ cắm này, 1, 2, 3, 4 ổ USB này. 6 ổ cắm, 4 ổ USB các bác nhá. Hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn và giá thì cực kỳ là chất nhá. Giá thì chỉ có 90k thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 90.000 các bác. Giá thì hàng này lô này về giá khá là tốt cho bác luôn. Đấy, ổ trắng đây em sẽ cắm điện vào cho các bác xem này. Đó, đây. Cắm điện vào các bác nhá. Đó, đây. Nó sẽ có công tắc đóng ngắt như này các bác này. Đấy. Và nó sẽ có đèn báo và đèn báo của nó thì nó sẽ nằm ở cái cổng USB này các bác nhá. Nằm ở cái cổng USB này luôn. Nó cũng rất là tiện đây. Cổng USB nó sẽ có cái đèn LED màu xanh như này các bác này. Các bác có thể sử dụng vừa làm đèn ngủ này, vừa là cắm sạc USB luôn. Đấy, tắt đi thì nó sẽ ngắt các bác nhá. Tắt đi nó sẽ ngắt nhá, còn bật lên thì nó sẽ là cái đèn USB nó sẽ sáng và nó sẽ cấp điện cho toàn bộ cái này luôn. Phần kết nối của nó thì các cái phần chân cắm đôi này của nó đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng vàng cái này các bác này. Đấy. Còn cái phần chân cắm âm này của nó thì nó sẽ là bằng thép. Đấy, còn lại là bằng đồng. Cái này thì cực kỳ an toàn cho trẻ con luôn, kể cả các bác sờ mó vào này cũng không được gì nhá. Đó thì các con này thì các bác lên cho em là ổ trắng, giá của nó sẽ là 90k nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái ổ xanh đây. Ổ xanh thì nó cũng là 1 2 3 4 5 6 chân cắm nhưng nó chỉ có 3 ổ USB thôi. Dây của nó thì cũng dài khoảng 1m2 gì đấy. Và con này thì các bác lên cho em là ổ xanh nhá, ổ xanh. Giá con này thì chỉ có 60k thôi nhá, 60k cho con ổ xanh như này thôi. Con ổ xanh này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút, còn con ổ trắng này thì nó nhiều ổ cắm hơn và nhiều ổ USB hơn và nó to hơn. Đó thì giá của nó sẽ là 90k. Còn con này là ổ xanh, giá sẽ là 60.000, ổ trắng này là 90.000. Các bác mua thì các bác có thể lên cho em là ổ xanh hoặc ổ trắng nhá. Đó, ổ xanh ổ trắng này đều có công tắc đóng ngắt, ổ USB và có đèn báo hết nhá. Đấy, con ổ xanh này thì nó cũng có ổ USB, có 3 ổ USB thôi và có đèn báo đây, có đèn báo màu đỏ như này.
Đấy, đèn báo màu đỏ như này các bác nhá. Đấy, đèn báo màu đỏ này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác cái dây sạc nhá. Thì nó sẽ có là hai loại. Một loại là sạc béo, đây là sạc béo này. Sạc béo thì bên em có hai màu, màu cam và màu đỏ như này, màu đỏ cam và màu xanh. Thì các bác bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Thì con sạc béo này giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái em sạc béo như này. Đấy, các bác lên cho em là sạc béo, giá của nó sẽ là 60.000. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng sạc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, ổ cắm của nó thì nó sẽ là một cái dạng, đây cũng là ổ cắm và chân USB, nó sẽ có đèn báo như này các bác nhá, có đèn báo như này. Đấy, thì lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này thì giá, đây có đèn báo luôn các bác nhá, tất cả đều có đèn báo sáng này các bác này. Đấy, có đèn báo sáng này các bác nhá. Giá thì nó sẽ là 60.000. Đấy, có đèn báo đây các bác này. Đấy, có đèn báo đây. 60k. Còn cái loại này thì nó sẽ là sạc gầy các bác nhá, sạc gầy. Con này thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Chiều dài của hai con này thì nó sẽ lệch nhau, một con thì khoảng 90cm và một con thì nó sẽ là khoảng 1m1 nhá. Đấy. Đấy, con sạc béo thì nó sẽ dài hơn 20 phân, dài hơn 20 phân thì nó khoảng 1m1 các bạn đây. Đấy, đầu sạc đầu chiếc này dây của nó cực kỳ là to luôn, không bao giờ sợ bị hỏng, bị đứt, và sạc thì nó rất là nhanh vào, sạc rất là nhanh vào các bạn nhá. Đấy, đầu của nó đều bằng inox hết này. Còn con sạc gầy này thì giá chỉ có 30k thôi. Các bác lên cho là sạc gầy giá của nó sẽ là 30k nhá. Đó. Thì đấy, em giới thiệu cho các bác là một loạt kết hợp là ổ cắm với lại dây sạc luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng thuốc trị các bác nhá. Đấy, thì dòng này nó sẽ là trị nội trị ngoại đều được hết các bác nhá. Các bác về các bác bôi vào cho em. Đó, nó sẽ là thuộc dạng kem như này. Các bác bị trĩ nội trĩ ngoại thì bôi hết cho em là ok hết nhá. Đấy, các bác bôi trực tiếp vào các cái bố trĩ cho em. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Dictamin các bác này. Đấy, Dictamin. Đây, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Nó là thuộc dạng kem bôi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k nhá. Các bác lên cho em là thuốc trĩ nhá. Thuốc trĩ này, đó. Thuốc trĩ giá của nó sẽ là 30k nhé. 30k cho một lọ thuốc trĩ như này, một típ như này. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật, có thương hiệu, tên tuổi, tem mác các thứ đàng hoàng. Đấy, giấy hướng dẫn đàng hoàng các bác này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thuốc chuyên trị trĩ các bác nhá. Đó, Dermatic các bác này. Đấy, giá thì sẽ là 30k cho một típ như này thôi. Lên cho em là thuốc trĩ giá sẽ là 30.000 các bác nhá. Đó. Tiếp tục cái dòng sản phẩm hàng của Nhật thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Và bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Giá thì nó cũng rất là hợp lý cho bác thôi. Một cái típ kem đánh răng hàng của Nhật như này. Hàng Made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Đây, cái chữ này là chữ Made in Japan này các bác này. Về nhà các bác cứ lên Google dịch là nó sẽ ra. Chữ này là Made in Japan. Một lọ này của nó là 70g, 170g nhá. Lên cho em là kem đánh răng Nhật, giá của nó sẽ là 70k cho một típ như này. Bác nào mua 3 típ thì bên em sẽ tính cho bác giá là 200 và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ là một cái dạng kem như này. Dòng này thì của nó thì chuyên chống viêm nhiễu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Chuyên chống viêm nhiễu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Dạng này thì dòng này của nó là nó không có niêm phong đâu nhá. Đấy. Nó không có niêm phong đâu, cho nên là các bác lưu ý, kem của nó thì nó sẽ là kem màu trắng tinh chất như này. Đấy, từ tinh chất gạo và rất là nhiều các loại tinh chất khác. Rất là thơm quá nhá. Đấy, thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, dòng này thì nó sẽ là chuyên chống viêm nhiễu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Kem đánh răng Nhật giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có cái kem đánh răng của Hàn Quốc thì chuyên làm trắng răng, giá của nó sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mic không dây nhá, mic không dây. Đấy, thì con này các bác có cái nút nguồn đây. Đấy, volume mic này, rồi có nút nguồn, các bác bật nguồn lên cho em là xong này. Đó. Lên cho em là mic không dây nhá. Đấy, mic không dây. Đấy. Con này thì sẽ có cắm jack 3.5 này, cắm USB, rồi đầu cắm sạc vào. Và nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này về các bác cắm sạc vào nhé. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Đấy các bác thấy không? Cái tiếng alo của nó độ vang rất là mạnh luôn nhé. Đó. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo.
Alo. Anh đưa em về thăm quê anh, về ngã ba sông rực nắng hồng, sông Châu hiền hòa, sông Nhuệ yêu thương, Hà Nam ơi, sông đáy ân tình. Đó, một cái dạo ca khúc dạo của Hà Nam đất mẹ anh hùng để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Lên cho em là mic dây nhá. Các bác cứ kết nối vào Bluetooth vào, vừa để dùng để nghe nhạc, vừa để dùng để hát karaoke nghêu ngao luôn. Đấy. Lên cho em là mic không dây, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mic không dây này. Mic không dây nhá, mic không dây, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con mic không dây như này. Các bác có thể dùng để hát này, để nghe nhạc này, rồi là dùng các cái tính năng khác đều là ok hết nhá. Mic không dây giá của nó sẽ là 100k cho con mic không dây như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Hàng của thương hiệu Cuckoo con này. Hàng thương hiệu Cuckoo Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít sử dụng điện 220V và dung tích của nó sẽ là 1000 điện công suất của nó sẽ là 1500W nhá, điện 220V nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này, ấm siêu tốc này. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Hàn Quốc giá thì ấm siêu tốc Hàn Quốc giá thì sẽ là 130k nhá. 130k cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này thôi. Giá khá là rẻ cho các bác luôn. Các bác cứ mua về để mình trải nghiệm, giá rất là ok. Dung tích của nó thì rất là lớn nhá. Hàng này thì nó xuất đi rất là nhiều nước. Hàng của thương hiệu Cuckoo rất là đẹp luôn. Đây. Korea này các bạn, đó Korea nhá, đó đây Korea có nhá, đấy con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, đến từ Hàn Quốc nhá, đấy, rất là ngon lành luôn. Bên ngoài thì bằng nhựa này, bên ngoài bằng nhựa, bên trong thì inox 304, đây các cái thông số của nó đây, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít các bác nhá, đó rất là đẹp con này, rất là đẹp luôn. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. Các bác cũng chả đi đâu mua được một cái con ấm siêu tốc mà giá nó hợp lý như này các bác nhá. Hàng của thương hiệu Cuckoo nhá, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc, Korea các bác nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để mình đun nước, rồi nói chung là làm các cái đun nước làm gà, rồi nói chung là ok hết. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các con ấm như này. Giá của nó chỉ có 130.000 thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Quá rẻ luôn cho một con ấm siêu tốc đẹp và chất lượng như này. Giá chỉ có 130k nhá. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Qua lên cho em là cây sâm thịt. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một cây sâm thịt như này. Đấy các bác về các bác chỉ cần là sâm như này thôi. Đây. Đấy thì cái đầu nó sẽ đẩy xuống này. Đấy nó sẽ đẩy xuống như này. Đó. Lên cho em là cây sâm thịt nhá. Giá của nó sẽ là ở đây thì nó sẽ là có rất là nhiều cái đầu đâm như này các bác này. Đấy, nhiều cái đầu đâm như này. Đó, mình sẽ sâm thịt để mình chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn khá là ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cây sâm thịt nhá. Cây sâm thịt giá của nó sẽ là 35.000. Đó, cây sâm thịt này. Cây sâm thịt nhá. Cây sâm thịt giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho một cây sâm thịt như này. Em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy các bác cho thực phẩm cho đồ ăn vào, sau đó thì mình sẽ sâm như này coi này. Đấy, sâm như này chị em. Đó, để mình chiên thì gia vị nó sẽ thấm đẫm vào trong nhá. Đó. Thấy các bác thấy không? Đấy mình cứ sâm đều này chị em, xong cho gia vị vào. Đó. Giá sẽ là 35.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa số không cần chìa nhá. Các bác lên trên là khóa số không cần chìa. Dòng này thì bên shop đang để mặc định mật khẩu của nó sẽ là dãy số 0 như này. Thì các bác cứ để mặc định cho em là dãy số 0 là sẽ mở được thôi. Đó còn về nhà các bác muốn đổi mật khẩu thì nó quá là đơn giản rồi, đây em sẽ chia sẻ chi tiết cho các bác xem. Hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá, to, chắc chắn, dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Đây cái ấy của nó sẽ bằng ngón tay út như này các bác này. Đấy cái thân của nó này bằng ngón tay út của em nhá. Đấy rất là to luôn. To khỏe, các bác dùng khóa cổng khóa cửa cực kỳ là ok, chất lượng, hàng chất lượng các bác nhá, hàng chất lượng luôn. Thì đây là hai cái vạch trắng các bác để ý này, các bác chỉ cần xoay cái vạch trắng này đi này, sau đó thì các bác đổi mật khẩu tí ý nhá. Xoay cái vạch trắng này là xoay hết vòng cho em, xoay hết vòng này. Ví dụ em đổi thành 4 con 9 này. Đấy, sau đó thì em xoay lại thì mật khẩu mới của em bây giờ là 4 con 9 nhá. Đấy, em mở ra này. Còn bây giờ em muốn đổi mật khẩu mặc định về 4 số 0 thì em lại xoay cái này đi này. Đấy,
sau đó thì em đổi về 4 số 0 này, còn sau lại là xong đấy. Còn mật khẩu thì các bác tùy ý các bác nhé, các bác muốn đổi 2 3 4 5 6 1 2 3 ngày tháng năm sinh đều ok hết. Còn bên shop thì luôn luôn để mặc định là 4 số 0, cho nên là các bác yên tâm đấy, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi đấy. Lên cho em là khóa chữ U nhá, khóa chữ U này đấy, khóa chữ U giá sẽ là 90k nhá, 90k cho một em khóa chữ U như này, 90k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khóa khoanh đĩa nhá, con này cũng rất là tiện luôn, các bác chỉ cần là lắp vào như này là xong này, lắp vào như này là xong đó. Đây thì cái khoanh đĩa này các bác sập vào như này là ok rồi. Hàng này thì rất là nhỏ gọn luôn, khi mà các bác sử dụng thì nó siêu tiện dụng luôn các bác nhá. Đó thì ví dụ như là các bác để xe bên ngoài này, các bác cứ sập cho em cái khoanh đĩa này vào, bố thằng trộm cũng chịu luôn, bố trộm cũng chịu luôn luôn nhá, rất đơn giản. Con này thì các bác không cần phải dùng chìa, chỉ dùng chìa một lần thôi, các bác chỉ cần sập vào như này là xong nhá, rất ok luôn đó. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là khóa phanh đĩa này đấy, các bác lên cho em là khóa phanh đĩa giá sẽ là 60.000 đó. Alo, khóa phanh đĩa này giá sẽ là 60k nhá. Rồi ok, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây. Thì hôm nay bên shop tiếp tục cập nhật rất là nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút like nhé, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, nay bên shop về rất nhiều mã hàng mới luôn. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bánh như biển nào. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thước kẹp gem điện tử các bác nhé. Lên mã cho em là thước kẹp gem điện tử. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho con thước kẹp gem này, rất là tiện luôn. Đấy, các bác chỉ cần là rút cái lẫy pin này ra này, ở đây nó sẽ có cái lẫy pin hình mũi tên này, các bác rút ra cho em này, đó là nó sẽ sử dụng bình thường. Đấy thì khi các bác bật on này, sau đó bấm zero nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo. Thì khi các bác đo thì con này nó sẽ có 3 chức năng đo này. Thứ nhất là các bác đo cái đường kính bên ngoài này. Đấy, đo cho em cái đường kính bên ngoài. Thì đây nó sẽ là đo đường kính bên ngoài này các bác này. Đấy, đo đường kính bên ngoài bao nhiêu ly này. Đấy, tiếp theo là đo cái đường kính bên trong thì các bác cho vào đây này. Cho vào cái đường kính bên trong này các bác đo này. Đó, đo đường kính bên trong này và đo chiều sâu nữa nhá. Đo chiều sâu nữa, cái này đo chiều sâu này. Đó. Giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá là 100k. Các bác lên cho em là thước cặp gem. Con này thì nó được làm từ sợi carbon nhá, chứ không phải là hợp kim nhá. Đó. Lên cho em là thước kẹp gem, giá của nó sẽ là 100.000 cho con thước kẹp gem như này. Đó. Các bác lên cho em là thước kẹp gem này, đó, thước kẹp gem. Thước kẹp gem được làm từ sợi carbon nhá, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con thước kẹp gem như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hũ gia vị các bác nhá. Lên cho em là hũ gia vị, một cái hộp mà hũ gia vị như này, có thìa thiếc cho các bác hẳn hoi luôn. Mình chỉ cần xoáy nắp và xoáy cái lắp cái xìa này vào cho em là xong nhá. Lắp cái xìa này vào đây này. Đấy, lắp xìa này vào ok này. Sau đó thì các bác đậy cái nắp này lại này, xoáy cái gen này vào này. Đấy, sau đó thì các bác bỏ vào đây. Như này là đã là xong nhá. Các bác cho muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các loại gia vị vào đây. Đậy nắp lại này, khi mình dùng thì chỉ cần một tay thôi. Ấn này nó sẽ lên là các bác xúc này, rất là tiện nhá. Đó, các bác có thể nhấc này sử dụng được trực tiếp luôn. Lọ này thì dung tích của nó thì nó vào khoảng là 200ml nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn, chất liệu bằng thủy tinh nhá, đựng thì rất là sạch sẽ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k nhá, 15k cho một cái hũ gia vị như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em sẽ tính cho bác cái giá là 40k. Đấy, lên cho em là hũ gia vị nhá. Đó. Các bác lên cho em là hũ gia vị này, hũ gia vị giá của nó sẽ là 15k trên một cái nhá. Và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 45k nhé. 3 cái là bằng 40.000. Đấy, 3 cái thì sẽ rẻ hơn một chút. 35, 45 tính 40.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bác nào bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai kháy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng thì bơi hết cả vào đây các bác nhé. Đó, các bác cứ bơi hết vào đây. Bên em đã bán rất là nhiều cái mã này rồi. Đó, các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp nhé. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp. Con này thì chuyên bị trị đau xương khớp, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Một típ này của nó sẽ là 20g. Chuyên trị đau xương khớp rồi đau dây thần kinh, tọa đau thắt lưng. Đấy, dầu này có bác bôi thì bao nóng bao phê cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 40.000 cho một típ như này. 40.000 cho một lọ như này. Đấy. Lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Đấy. Xương khớp này. Lên cho em là xương khớp này. Xương khớp bọ cạp nhá. Xương khớp bọ cạp giá của nó sẽ là 40k cho một vỉ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 40k cho một típ như này. 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái cưa lách, hàng nội địa của Nhật này. Đây, made in Japan thôi nhá.
Đó, giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là cưa lách nhá, giá của nó sẽ là 50.000. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Made in Japan các nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật này. Rất là cao cấp luôn. Con này các bác dùng thì bao phê luôn nhá. Bao phê luôn đây. Đấy, cưa của nó độ độ dẻo rất là tốt luôn nhá. Chất thép của nó thì khỏi bàn rồi. Cán thì được chốt bằng hai đinh vít như này các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật made in Japan, giá thì siêu tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là cưa lách nhá. Giá của nó chỉ có 50.000 cho một con cưa lách như này thôi. Chiều dài của nó thì nó sẽ dài là vào khoảng là đi hơn 20 cm nhá, hơn 20 cm. Đó, lên cho em là cưa lách nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cưa xanh nhá. Các bác lên cho em là cưa xanh này. Đấy, lên cho em là cưa xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là cưa xanh. Con này thì bên em đang bán là đi con này thì chiều dài của cán sẽ là 25 cm, hàng của thương hiệu Hitachi nhá, Hitachi Japan này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là cưa xanh nhá. Con này thì bên shop còn một ít nữa thanh lý cho bác cái giá đó là đi 60k thôi. 60k. Đấy, lên cho em là cưa xanh nhá. Cưa xanh, giá của nó sẽ là 60k nhá. Con này thì gấp gọn rất là thoải mái luôn mà các bác có thể này. Đấy các bác thấy không? Chất thép của nó này rất là ngon luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Chất thép của nó rất là ngon luôn. Lên cho em là cưa xanh, giá của nó sẽ là 60k cho con cưa xanh như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Lên cho em là vít đen trợ lực, giá thì chỉ có 60.000 thôi. Đấy, lên cho em là vít đen trợ lực này. Đó, vít đen trợ lực nhá. Đấy, vít đen trợ lực, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một con đầu vít trợ lực như này, kèm theo cho các bác là một cái bộ vít bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. 6 cây với 12 đầu vít khác nhau. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đấy, rất là ngon nhá. Có trợ lực, có xoáy nhanh đảo chiều luôn. Các bác có thể cho vào giữa để mình xoáy như một con tô vít thường. Đấy, và có xoáy nhanh đảo sang phải, đảo sang trái nhá. Đấy, các bác có thể là cho thấp vào như này hoặc là cho dài ra tùy theo nhu cầu mục đích các bác nhá. Đấy, tùy theo các bác. Có thể cho thò ra thụt vào thép CRV nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là vít đen nhá. Vít đen, giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ vít đen như này. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đấy, giá sẽ là 60k. Đấy, lên mã cho em là vít đen nhá. Đấy, các bác lên cho em là vít đen, giá sẽ là 60.000 cho một cái bộ vít đen như này. Khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày luôn. Vít đen trợ lực giá 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cưa cán đỏ nhá. Lên cho em là cưa cán đỏ. Con này bên em còn mấy cái nữa thanh lý nốt cho các bác. Cũng hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đấy, con này thì chất thép của nó cũng thôi rồi luôn các bác này. Uốn cong thoải mái luôn. Dùng để cưa cây, cưa cành rất là ok. Lên cho em là cưa cán đỏ nhá. Con này thì bên shop đang bán là 80.000. Hôm nay cũng thanh lý cho các bác với giá đó là 55k nhá. Lên cho em là cưa cán đỏ này. Cưa cán đỏ, thanh lý nốt cho bác, giá là 55k. 55k cho một con cưa cán đỏ như này. Còn một ít nữa thanh lý nốt cho bác nhá. Cưa cán đỏ 55.000. Hàng made in Japan đây. Chiều dài của cưa thì sẽ là 27 cm nhá. 27 cm. Bán thanh lý nốt cho bác, giá là 55.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khò đồng cô nhá. Có lên cho em là khò đồng cô này. Đấy. Lên cho em là khò đồng. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con khò đồng như này. Con này thì khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc, ví dụ như là thui gà, thui lợn, thui động vật này, hoặc là sử dụng trong các cái ngành công nghiệp như là làm thợ xây, thợ nề, nói chung là rất là nhiều cái, hoặc bếp ga. Các bác chỉ cần lắp vào cái bình ga mini là xong, nó vừa hết là bình ga mini luôn. Và của nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng đúc như này, bằng đồng đúc như này, nguyên khối như này. Có điều chỉnh lượng ga nhá, điều chỉnh lượng ga. Lên cho em là khò đồng, giá của nó sẽ là 90k. Các bác lên cho em là khò đồng nhá, khò đồng này. Khò đồng, giá của nó sẽ là 90k cho một con khò đồng như này. Lên cho em là khò đồng, giá của nó sẽ là 90.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái búa lùn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Made in Japan con này. Đấy, con này thì cân nặng của nó sẽ là 2,5 lạng. 2 lạng rưỡi, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. 80k. Các bác lên mã cho em là búa lùn, giá của nó sẽ là 80.000 cho một con búa lùn như này. 80.000 cho một con búa lùn như này các bác nhá. Đó, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật các bác nhá. Nó sẽ là cán bằng sợi thủy tinh và bọc cao su, chống sơn trượt rất là tốt luôn. Chất thép của nó thì khỏi phải bàn rồi. Made in Japan các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con dao vàng các bác nhá. Có lên cho em là dao vàng. Đấy, hàng của nó thì chất thép của nó sẽ là thép không gỉ.
Hàng Nhật được làm thủ công cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn đây các bác này. Đấy, chữ truyện của Nhật nhá. Được làm thủ công cực kỳ là sắc bén luôn. Đây, để em sẽ test em thử dọc thử cái túi bóng này cho bác xem nó có đứt không coi nhá. Đấy, đây. Đấy, cái túi bóng dài như này mà nó còn đứt tức là dao rất là bén luôn các bác nhá. Đây, dao rất bén luôn các bác này. Đây, để em dọc thử cái túi bóng cho bác xem này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, dao rất là bén thì cái túi bóng nó mới đứt như này nhá. Giá thì chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là dao vàng nhá. Đó. Dao vàng giá của nó sẽ là 40k cho một con dao vàng như này. Chiều dài của nó khoảng 20 cm. Hàng thủ công của Nhật nhá. Đây, toàn bộ chữ truyện Nhật hết các bác này. Đấy, dao vàng 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái xịt hôi giày nhá, xịt hôi giày. Bác nào hay bị đi giày đi tất nó bị hôi thì dùng cái này cho em. Đó, hương của nó sẽ là hương chanh, rất là thơm luôn. Đấy, chân tay bị hôi các bác xịt vào cho em. Đấy, lên cho em là xịt hôi giày, giá của nó sẽ là 45.000 cho một chai xịt hôi giày như này nhá. 45k cho một chai xịt hôi giày như này. Đó, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã cho em là xịt hôi giày, giá của nó sẽ là 45k. Sản phẩm tiếp theo đó là kia kìm đầu bằng các bác nhá. Đấy, lên cho em là kìm đầu bằng FO. Kìm đầu bằng FO này. Đó, kìm đầu bằng. Kìm đầu bằng FO nhá. Kìm đầu bằng FO. Giá thì nó sẽ là 190k nhá. 190k cho con kìm đầu bằng FO như này. Nó sẽ là một con kìm đa di năng nhá. Một con kìm đa di năng như này. Các bác có thể dùng được rất là nhiều thứ luôn. Đấy. Thứ nhất là bấm cốt này, thứ hai là tuốt dây này, thứ ba là cắt dây này, thứ tư là vặn ốc này và thứ năm là xoắn dây nhá. Đấy. Năm chức năng trong con kìm như này, hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đó, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Chiều dài của kìm sẽ là 22 cm nhá. 22 cm. Hàng của thương hiệu FO, của thương hiệu Fukako này các bác này. Đây. Đấy. Fukoka các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật, giá sẽ là 190.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt tôn trợ lực nhá. Lên cho em là kéo cắt tôn trợ lực, con này thì dùng rất là ngon luôn. Đây, khi các bác cắt thì nó sẽ là nằm ở bên dưới bề mặt thế này các bác này. Đấy, các bác cứ cắt thế này là nó sẽ nằm ở bên dưới bề mặt thế này. Tha hồ thoải mái cho bác cắt luôn nhá. Đấy, nó sẽ không bị ăn lên trên da nhá, ăn lên trên cánh tay. Thì nó rất là tiện và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái kéo tôn trợ lực như này. Giá của nó sẽ là, lên mã cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho con kéo tôn trợ lực như này. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan các bác này, Kabushi Japan. Đó. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 160k. Đó. Kéo tôn trợ lực này. Đấy. Lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Kéo tôn này. Kéo tôn trợ lực. Kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160k nhá. 160k cho con kéo tôn trợ lực như này, cắt rất là ngon luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái búa tạ này. Con này thì dòng của nó sẽ là 1 cân nhá, búa tạ. Dòng 1 kg luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con búa tạ 1 cân như này. Giá của nó sẽ là 140k nhá, 140k. Đợt này về cho bác giá thanh lý chỉ còn là 120k thôi nhá, 120k. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Nặng 1 cân nhá, lên cho em là búa tạ này. Búa tạ 140.000 xả cho bác còn 120.000 luôn, nặng 1 cân. Đấy, Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Tiếp theo thì lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa A1 này. Con này thì bên shop lên cho các bác mã là búa A1, dài khoảng 25 cm và nặng khoảng 3 đến 4 lạng. Giá thì sẽ là 85.000 nhá, 85.000 cho con A1 này. Đấy, còn con này thì nó sẽ là A2. Cán của nó thì bằng thép bọc nhựa, giá sẽ là 135.000, hai con cán đều như nhau. Dài khoảng là 35 cm, 30 cm, dài khoảng 30 cm, nặng khoảng 6-7 lạng. Đấy, giá sẽ là 135.000 các bác nhá, 135.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con nạo đa năng. Nạo đa năng các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là nạo tròn đa năng nhá, nạo tròn đa năng. Thì một bên của nó sẽ là nạo vỏ và một bên là nạo sợi như này. Dùng thì cực kỳ là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là nạo tròn đa năng nhá, nạo tròn đa năng. Giá sẽ là 50.000 cho một con nạo tròn đa năng như này. Thì cái đầu này để các bác khoáy những cái phần sâu này. Còn lại thì nó sẽ là một bên là nạo vỏ này. Đấy, các bác chỉ cần cầm vuốt đi như này xong. Một bên nạo vỏ, một bên nạo sợi nhá. Rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là nạo tròn đa năng. Giá sẽ là 50.000 các bác nhá. 50.000 cho con nạo tròn đa năng như này. Đó, tiếp theo thì lên cho bác sản phẩm đó là kia ke góc nam châm nhá. Các bác lên cho em là ke góc nam châm. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Đấy, đây. Của nó là nghiêng 45 độ, 90 độ và 135 độ này. Lên cho em là ke góc nam châm, giá sẽ là 90k. Ke góc này, đó, ke góc nam châm nhá,
Kia Góc Nam Châm. Giá của nó sẽ là 90k trong con Kia Góc Nam Châm này. Hàng này của nó sẽ là hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó sẽ là 75 lbs các nhá. Chiều dài của nó này khoảng trên 10 phân. Hàng này cỡ to nhá, cỡ to, còn cỡ nhỏ nó sẽ rẻ hơn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khò ga của thương hiệu Kabushi Japan này, đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Lần này về cho bác giá chỉ còn có 130k thôi. Lên cho em là khò ga đại nhá, khò ga đại, giá sẽ là 130k cho một con khò ga đại như này. 130.000, giá cực kỳ tốt cho bác luôn, Kabushi Japan. Hàng này nó sẽ là đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động như này. Đấy, phần này của nó đều bằng đồng hết này, rất là dày luôn. Giá rất tốt cho bác nhá, lên cho em là khò ga đại nhá. Khò ga đại, giá của nó sẽ là 130.000 cho con khò ga đại như này. Đó, tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá. Đây, gắp nóng đây. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để mình gắp nóng đồ ăn thức uống hoặc là các thứ linh tinh, rất là tiện con này. Đấy. Thì ví dụ như là các bác tráng trứng hoặc là làm bánh làm kẹo thì mình sử dụng con này cho em. Để mình gắp thức ăn nóng rất là tiện, nó bằng inox 304 như này. Giá thì chỉ có 30k thôi, lên cho em là gắp nóng nhá. Đó. Gắp nóng, giá của nó sẽ là 30k cho một con gắp nóng như này. Rất là tiện dụng luôn nhá, 30.000 các bác này. Đấy, các bác chỉ cần xiên vào như này, mình lật lên lật xuống này. Đấy, chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn rất là ok. Lên cho em là gắp nóng, giá của nó sẽ là 30k các bác. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Gắp nóng giá sẽ là 30.000 các bác nhá. Đó. Rồi, ok. Chào các bác, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về rất là nhiều mã hàng mới. Nay em sẽ lên cho các bác cái lô dây điện nguồn đây, thì nó sẽ có khoảng hơn chục quận, thì em sẽ lên cho các bác để các bác tham khảo. Bác nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ nhé. Bên em sẽ bán theo mã, đó, bán theo mã như này. Và đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn các bác nhé. Đó. Mã đầu tiên thì em lên cho bác đây, mã số 1 này. Con này thì nó sẽ là dây chân cắm dẹt như này. Đấy, và con này dây của nó sẽ có hai lõi, dây của nó hai lõi như này, dây khá là đẹp luôn. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là dây của nó thì dây đây nó đang ghi là 0,75mm nhá, hàng của thương hiệu Z này, hàng thương hiệu Z. Cái này thì chắc nó dài khoảng 2-3m thì đấy, khoảng 2-3m thì đấy, các bác về các bác lắp vào những cái con máy khoan với cắt máy mài là ok. Đấy. Con này thì mã số 1, giá của nó sẽ là 100 mã số 1 nó sẽ là 140k nhá. Đấy, các bác lên cho em là số 1 này. Mã số 1 sẽ là 140.000. Đó. Mã số 1 này sẽ là 140k nhá. À, cái này thì các bác lên cho em là mã C đi. Đấy, mã C này. C1 đấy. Mã C1 sẽ là 140k nhá. 140k cho mã C1 như này. Để tránh nhầm với lại hôm nọ là em lên số 0 rồi. C1 này. Đấy, sẽ là 140.000 này. Đó. Tiếp theo thì một con như này. Đây. Con này thì nó sẽ là C2. C2, con này C2 của nó thì nó sẽ là 150.000 các bạn, 150.000 đây. Đấy, dây của nó như này các bạn này. Con này thì các bác lên cho em là C2, giá sẽ là 150k. Đó. C2 150k nhá. 150k cho con C2 như này. Đấy, lên mã giúp cho em là C2, giá sẽ là 150k. Đó, các bác xem thì nó có mã có giá tiền ở đấy rồi. Các bác lên đúng theo nhá. C2 giá sẽ là 150.000 các bác này. Đấy. Tiếp theo thì đây nó sẽ là mã C3 này. Con này thì nó sẽ hơi bị sứt cái vỏ này nhưng mà không hề hấn gì nhá. Đấy, các bác nào thích đẹp thì có thể cắt đi, nó chỉ mất một đoạn khoảng 20 phân thì thôi. Đó, đầu dây còn rất là đẹp, dây siêu mềm. Và con này dây của nó cũng là hai lõi. Đấy, thì cái này các bác lên cho em là C3 nhá. Đấy, con C3 này thì cũng là 160.000. Con này thì dây khá là đẹp luôn. C3 160.000 các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là C3 này. Đó. C3 sẽ là 160k nhá. 160k cho con C3 như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì lên cho bác con C4 này. Đấy, C4, con này thì cũng giá của nó sẽ là 155k. Đấy. Các bác lên cho là C4 155.000. Đó. C4 này, giá của nó sẽ là 155k nhá. 155k cho cái mã C4 như này con này. Đó. C4 giá sẽ là 155.000. Con này cũng khá là đẹp luôn các bác nhá. Dây còn rất là đẹp các bác này. Đó. Dây khá là đẹp luôn các bác nhá. C4 155k, không hề có lỗi lầm gì luôn. Dây ba lõi. Đấy, con này thì nó sẽ có một lõi âm. Lõi tiếp âm thì cái màu này là màu tiếp âm này thì các bác lấy màu trắng màu đen là được rồi. Đó. Tiếp theo thì lên cho bác con C5 nhá. Đấy.
Con C5, con này thì giá sẽ là 140.000. Con này còn gần như mới luôn. Cái đầu này nó dính tí nhựa đường, không vấn đề gì. Con này còn rất là đẹp nhá. Đấy, C4 giá sẽ là C5 giá sẽ là 100 C5 giá sẽ là 140.000. Đó. Các bác lên cho em là C5 này. C5 nhá. C5 giá sẽ là 140k nhá. 140k cho con mã C5 như này. 140.000 cho mã C5 này nhá. Đó. Tiếp theo thì mã C6 các bác này. Đấy. C6 con này thì giá của nó cũng là 145.000. Con này cũng khá đẹp luôn. Đấy, lên mã cho em là C6 nhá. Đó. Lên cho em là C6 này. C6 145k nhá. 145k. Nói chung là nó cũng sàn sàn nhau, nó chỉ khoảng 140 đến 150 thôi. Đấy, C6 145.000 thôi nhá. Dây cũng rất là đẹp luôn. Con này của nó thì nó sẽ là hai lõi nhá, hai lõi. C6 145.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã C7 này. Con này cũng hai lõi luôn. C7 con này thì 150k. Đó. Các bác lên cho em là C7, giá sẽ là 150.000. Đó. Đây, lên cho em là C7, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho cái mã C7 như này. Đó, 150.000. Nói chung là cái giá nó cũng sàn sàn như nhau thôi các bác nhá. Đấy. Lên mã cho em là C7 nhá. C7 giá sẽ là 150k. Đó, mã này của nó sẽ là mã C7 này. Đó. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã C8 này. Con này thì khá là to và nhiều dây, dây ba lõi như này. Đấy, có còn cả tiếp âm luôn. Các bác nào chuyên dùng tiếp âm thì có thể dùng con này. C8 nhá. Con này thì dây to và nhiều dây luôn. C8 thì con này của nó sẽ là 190.000. Đó, C8 giá sẽ là 190k các bác nhá. Đó. C8 này, giá của nó sẽ là 190k nhá. C8 giá sẽ là 190.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là con C9 này, con này cũng khá là nhiều dây luôn. Đấy, nó sẽ có những cái chảy xước nhẹ như này nhưng mà không vấn đề gì. Con này thì nó sẽ là khá là nhiều dây các bác nhá. Dây của nó thì nó sẽ là đây. Dây của nó sẽ là dây không thấy cái thông số ở đây rõ lắm. Dây của thương hiệu Tecoku các bác nhá. Đấy. Còn đây cái đầu cắm của nó như này các bác này. Đây đầu cắm của nó như này. Khá là ngon luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. C9 nhá, con này sẽ là C9. C9 con này sẽ là 200.000 cho cái mã C9 như này. Các bác lên cho em là C9 giá sẽ là 200k. Đó. Lên mã giúp cho em là C9 nhá. Đấy. Đây. Lên cho em là C9 này, C9 giá của nó sẽ là 200k nhá. 200k cho cái mã C9 như này. Đấy, lên cho em là C9 nhá, giá sẽ là 200.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái mã C10. Con này thì nó sẽ hơi hơi xấu một chút nhá. C10. Thì con này em hơi xấu một chút thì C10 này giá sẽ là 130.000. C10 này sẽ là 120k nhá. Cái mã này nó sẽ hơi xấu một chút. Dây thì khá là nhiều ấy, nhưng mà nó dây còn rất là đẹp, nó chỉ có bị dính nhựa đường với dính cái thứ linh tinh thôi. Đó. Thì để cho các bác giá tốt nhá, C10 120.000. Con này thì dây rất là đẹp luôn, nó chỉ có hơi dính cái này thôi, không có vấn đề gì nhá. C10 các bác này. Đấy, giá sẽ là 120k cho con C10 này thôi. Tiếp theo thì lên cho bác con C11. Ui, quần này quá đẹp luôn các bác nhá. Quần này rất là đẹp luôn. Đấy, C11 nhá. C11 con này thì sẽ là 200.000. Con này quá đẹp luôn. Đó. C11 giá của nó sẽ là 200k. Lên cho em là C11 giá của nó sẽ là 200k nhá. 200k. Con này thì bên em không bao ship đâu nhá. Dây điện này thì không bao ship đâu. Đó. Bác nào lấy thì cộng thêm 20.000 ship nữa. Giá này giá khá tốt rồi. C11 giá là 200.000, không bao ship. Đó. Tiếp theo thì con C12. C12 thì giá của nó sẽ là, con này thì nó sẽ có ít thôi. Con C12 này thì giá của nó sẽ là 100 các bác nhá. C này là bao nhiêu đây? C12. C12 là sẽ là 100 nhá, giá sẽ là 100k. Đó, C12 là 100. Đây C12 các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 100k cho con C12 như này. Đấy, tiếp theo thì đến con C13. C13 thì con này cũng là 150.000. C13 150.000 các bác nhá. Đó. C13 150k nhá. 150k cho con C13 như này. Đó.
150k các nhá. 150.000 cho con C13 như này. Đó. Con này thì dây còn nguyên, quá đẹp luôn các nhá. Cắm máy thì thôi rồi luôn. Đó. Tiếp theo là một mã cuối cùng là C14, con này cũng 100.000 thôi. Con này thì nó sẽ bị đứt như này, nhưng mà cái này thì nó sẽ là đứt vỏ bên ngoài thôi. Lõi không vấn đề gì các nhá. Lõi không vấn đề gì. Đấy, con này thì nó bị đứt lỗ như này thì em bán cho bác giá 80.000. Đấy, C13 tức là C14, còn có 14 mã thôi. C14 80k nhá. 80k cho con C14 như này. Giá khá là tốt cho bác luôn. Đó. C14 giá 80k. Đó. Thì em có 14 mã như này nhá. Bác nào cảm thấy cái mã nào phù hợp thì có thể là lấy nhá. Đây, C14 giá sẽ là 80.000. Tất cả thì của nó đều là chân dẹt hết nhá. Hàng nội địa của Nhật cho nên là 100% là chân dẹt hết. Đấy, rồi ok. Hello, nay bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới nhá. Thì em lại lên video để trọng chân gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Vẫn là chương trình bình luận có quà quá nhá. Các bác cứ bình luận trên video tối đa là 10 lần và bình luận là 2 số. Thì buổi tối các bác dọi luôn là trùng với kết quả xổ số bên bác là các bác sẽ nhận được quà quá nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bàn chải đánh răng Hàn Quốc nhá. Đấy. Thì dòng này bên shop bán khá là nhiều rồi. Hàng được làm từ sợi than tre các bác này, cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Hàn Quốc nhá, mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng luôn, làm được từ sợi than tre, cực kỳ là tốt luôn, kháng khuẩn an toàn. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá, một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Korea quá này. Hàng này thì trong các hệ thống siêu thị Việt Nam nó nhập về nó bán là 36.000. Đấy, nhưng mà bên shop thanh lý được cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là giá sốc cho bác luôn nhá. Đấy. Thì các bác mua thì hàng này của nó là sợi than tre này, siêu mềm luôn. Đấy, đánh răng đánh giếc cực kỳ là ngon luôn các này, của Hàn Quốc nhá. Đấy. Thì bác lên cho em là bàn chải Hàn Quốc, bên shop sẽ bán theo combo nhá, bên shop sẽ bán theo combo. Thì nó sẽ có cái mức giá là như sau này. Đấy. 4 cái này, 4 cái thì nó sẽ là bằng 20k nhá. 20.000 cho 4 cái này. Đấy, số lượng là 10 cái này, 10 cái thì giá siêu tốt luôn, chỉ có 40.000 thôi. 10 cái là 40k nhá. Và bác nào lấy cả hộp 30 cái nhá, hộp 30 cái thì giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 30 cái như này. Đấy, thì các bác lấy cả hộp luôn. Cả hộp sẽ là 110k cho 30 cái nhá, bằng 30 cái luôn. Đó, ưu tiên các bác lấy số lượng nhá. 110.000 cho 30 cái như này, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, rồi các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của em nhá. Bàn chải siêu mềm, siêu an toàn sử dụng các bác nhá. Đấy, chống viêm, nhiễu viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái viên thả bồn cầu nhá. Có lên trên là túi thả bồn cầu, một túi này của nó sẽ bao gồm là 10 viên và giá thì cực kỳ là sốc cho bác luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng nhá. Nó sẽ là thuộc cái dạng viên như này. Nó sẽ là dạng bọc lưới như này nhá, bọc lưới như này. Nó sẽ ra nước màu xanh và cái này thì rất là đơn giản thôi, một hộp này có nó 10 viên rất là thơm luôn. Đấy, các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu. Chức năng của nó thứ nhất là lên cho em là túi thả bồn cầu này, đó. Túi thả bồn cầu. Thả bồn cầu nhá, đó. Túi thả bồn cầu thứ nhất là sạch này, đấy. Thứ nhất là tẩy sạch này, thứ hai là thơm này. Thứ hai là thơm này. Thứ ba là diệt khuẩn nhá, thứ ba là diệt khuẩn. Đấy. Sạch, thơm và diệt khuẩn. Nó có sẽ có 3 chức năng như vậy cho một con túi thả bồn cầu như này. Và giá của nó là bao nhiêu? Giá của nó sẽ là 15k nhá. 15.000 và các bác dùng được trong vòng là 10 tháng, tức là tính ra nếu các bác dùng sân siêu đi thì trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm mất có 15.000. Trong vòng 1 năm mất có 15.000 mà giá trị nó mang lại khá là lớn cho các bác luôn. Sạch, thơm, diệt khuẩn, lúc nào vào trong nhà tắm mùi cũng thơm phức. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em là mài đầu bếp nhá. Đấy, mài đầu bếp. Con này thì bên shop lên mã nó là mài đầu bếp và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhá. Lên cho em là mài đầu bếp này. Mài đầu bếp giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một con mài đầu bếp như này thôi. 40.000 cho một con mài đầu bếp như này. Đó, rất là xịn sò luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng mài 3 khe như này, có 1 2 3 khe như này. Các bác cứ mài cho em theo số này 1 2 3 này. Các bác đặt cái này xuống bàn sau đó thì mình kéo con dao qua kéo lại như này. Và các bác kéo liên tục cho em là trong vòng là mỗi bên này khoảng 3 đến 5 lần. Đấy, mỗi cái này thì kéo cho em khoảng 3 đến 5 lần nhá. Đấy, rất là xịn sò cho bác luôn. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật các bác này. Hàng của Japan các bác này, Japan nhá, hàng của thương hiệu Asaka, Japan, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Lên cho em là mài đầu bếp nhá, một con mài đầu bếp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. 40k cho một em mài đầu bếp như này nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác có thể mua về để mình mài dao, mài
các cái dụng cụ trong nhà bếp đều ok hết, hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây này, khi các bác dùng thì các bác cứ kéo qua kéo lại này chị em này. Đó, đây. Các bác thấy không? Đấy. Các bác dùng thì các bác cứ kéo qua kéo lại như này chị em. Đấy, mỗi rãnh này khoảng 2 3 lần. Đấy các bác thấy không? Siêu sắc cho các bác luôn. Mài thì rất là tiện nhá. Đó. Kéo qua kéo lại này chị em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý các bác nhá. Đó. Ở trên top top này họ đang bán là 80.000 ấy, bên shop bán cho các bác giá chỉ có 40k thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đệm ghế các bác nhá. Một con đệm ghế được làm từ silicone như này. Nó sẽ là dòng silicone mềm và kết cấu của nó thì nó sẽ là kết cấu lỗ tổ ong 3D như này. Lỗ tổ ong 3D như này, hàng siêu mềm cho các bác luôn. Các bác để mình ngồi ở đệm ghế ô tô rồi là xe các loại xe ghế to rồi mình ngồi ở ghế văn phòng các thứ đều là ok hết nhá. Lên cho em là đệm ghế, con này thì bên shop đang bán là 100. Đợt này sẽ về cho các bác giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một con đệm ghế như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là đệm ghế này, đó, đệm ghế. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một con đệm ghế như này thôi. Giá chỉ có 80.000 được các bác này, một con đệm ghế cực kỳ chất lượng như này và giá chỉ có 80.000 thôi. Kết cấu than tổ ong và ở đây thì nó sẽ là một cái lớp vải tráng cao su như này để khi ngồi nó khỏi trơn trượt này. Và mặt đằng trước này thì nó sẽ là dệt 3D để khi mình ngồi nó sẽ thoáng khí. Đây có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó. Bảo sao các bạn thích ngồi đệm silicone này quá, phân tán lực tốt quá trời, ngồi lên trứng sống không vỡ luôn mà. Đệm này là mình lót ghế ngồi gần cả năm rồi đó, thậm chí mình còn hốt thêm để cho ba mẹ mình dùng luôn. Vì trong các loại đệm ngồi thì mình thấy loại này khá rẻ mà vẫn rất là thông thoáng, dễ vệ sinh. Chất liệu là silicone nên độ đàn hồi và phân tán lực của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng mới thì nó sẽ hỗ trợ êm hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm, mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy kéo ạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hốt thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm trước thì trong nó mềm dẻo hơn, còn đệm này trong nó sẽ dày và cứng cáp hơn. Bạn nào hay ngồi lâu nhất là mấy cái ghế phẳng phẳng như vậy thì có thể tham khảo cái đệm này ở bên giỏ hàng gốc trái clip mình nha. Rồi, ok các bác nhá. Đó, ngồi lên cả trứng cũng không vỡ luôn, rất là ngon. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia tất 10 đôi nhá. Tất 10 đôi thì bên shop về nó sẽ có hai dòng, một là dòng tất màu đen, hai là màu trắng. Thì các bác lên cho em là tất 10 nhá. Đấy. Tất 10 thì nó sẽ có tất đen, tất trắng thì tùy theo các bác. Giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ tất 10 đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là tất 10 đen hoặc là tất 10 trắng, giá đều là 90.000 hết. Hàng này của nó thì nó sẽ là 100% là sợi cốt tông tự nhiên nhá, sợi cốt tông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Hàng của thương hiệu Nike các bác này, Nike, Nike này các bác này. Đấy, 100% là cốt tông nhá. Đấy, co giãn 4 chiều, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác 10 đôi tất như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Tất của hãng nhá, cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Đây, Nike này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp nhá. Và giá thì rất là tốt cho bác luôn, co giãn 4 chiều như này, chống hôi chân, chống nấm mốc, chống các cái da mồ hôi chân các kiểu luôn nhá. Giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. Bên shop có màu đen và màu trắng nhá, có màu đen và màu trắng như này, giá thì đều là 90.000 hết, 90k cho một vỉ 10 đôi như này. Các bác lên cho em là tất 10 đen hoặc tất 10 trắng nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là kia bình giữ nhiệt nhá, bình giữ nhiệt hàng quân đội Mỹ. Thì bên shop về cái lô này thì nó sẽ có cho các bác là thêm là màu đỏ và màu inox nữa, màu đỏ màu inox. Hàng thì nó sẽ là hàng 1,5 lít nhá, hàng 1,5 lít. Đấy, hàng 1,5 lít cho các bác luôn. Hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ cực kỳ chất lượng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý luôn. Inox 2 lớp hút chân không, có nắp để uống luôn. Đấy, ưu điểm của con này nó sẽ có nắp để cho các bác uống nước luôn, nắp dùng để uống nước này. Một cái nắp giữ nhiệt này, một nắp giữ nhiệt này và có cho các bác là một con lưới lọc như này, một con lưới lọc như này nhá. Bình của nó sẽ là 1 lít rưỡi. Các bác cứ dùng uống cho em buổi sáng 1 lít rưỡi, buổi chiều 1 lít rưỡi, ngày 3 lít nước này. Đấy, hàng Su 304 cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Sáng đi làm thì đong vào đây một bình. À, con này nó sẽ có cả lưới lọc luôn. Các bác có thể pha trà, pha cà phê nó sẽ lọc cho các bác ở đây luôn. Và sẽ có gen giữ nhiệt như này các bác này. Đấy. Hàng bằng inox 304 và dòng này của nó sẽ là dòng hút chân không nhá, hút chân không. Đấy cho nên là giữ nhiệt khá là tốt, giữ nhiệt tốt này. Thứ hai là các bác có quai đeo như này rất là tiện luôn. Quai dây dù không sợ đứt, không sợ bị mục này. Đấy. Lên cho em là bình giữ nhiệt Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt Mỹ. Đấy, giữ lạnh là 36 tiếng, giữ nóng là 24 giờ. Đấy, đây là mặc định của nhà sản xuất nhá các bác nhá. Đó, bình nhiệt Mỹ, lên cho em là bình nhiệt Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đấy, quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 trăm mấy?
190.000 đợt này xả cho bác giá còn là 185k nhá. Đấy, 185k cho con bình giữ nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Đấy, anh em giao lưu 5k đi các bác nhá. Đấy, cái này thì hàng này các shop khác họ đang bán là 250.000 bây giờ cơ. Nhưng bên em bán giá này là khá tốt rồi. Đấy, lô này về thì nó sẽ có cho các bác là màu inox và màu đỏ nhá. Màu inox và màu đỏ như này. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy màu inox thì lấy, mà lấy màu đỏ thì lấy, rất là đẹp đẽ và nam tính cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm, nó là cái sách quý song ngữ dành cho trẻ em nhá. Con này thì nó sẽ là tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Hàng cực kỳ là cao cấp và chất lượng cho các bác. Các bác nên mua những cái quyển sách này để cho trẻ em nó tự học, tự chơi. Các bác này, đây, minh họa sinh động hình ảnh hứng thú này với hơn 300 nội dung nhá. Đấy, hơn 300 nội dung luôn. Ở đây thì sẽ là một quyển sách như này. Đây các bác này, rất là đẹp luôn không nhá, rất là đẹp luôn. Về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em. Đấy, giá bên em bán sẽ là 110.000 và không kèm pin nhá. Đây các bác lắp cho em 3 quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Lưu ý các bác là lắp là đúng chiều âm dương cho em để tránh cái việc là nó sẽ không lên nhá. Đấy, cứ lắp đúng chiều âm dương là ok thôi là nó sẽ lên. Đấy, các bác lắp đúng chiều cho em. Đấy, sau đó thì các bác mở sách ra cho em này. Mở sách ra cho em thì các bác lưu ý cho em là bao giờ nó cũng là một cái phím màu vàng này là phím nguồn này, và phím màu xanh này là phím của trang này. Đấy, ví dụ bật lên này. Đấy. Đấy, sau đó thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em này, sau đó thì quả mơ. Đấy. Quả thanh long. Đấy, nó sẽ có cả phần tiếng Anh cả phần tiếng Việt luôn nhá. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn đấy, ví dụ như là đấy. Quả mơ ăn không. Đấy. Không. Các bác dùng trang nào thì nhấn cái phím nguồn ở trang đấy cho em nhá. Không. Đấy, không này, tiếng Anh này. Anh. Đấy, yellow này. Wow. Có cả ca nhạc này. Câu hỏi này. Đọc sách này. Đấy. Rất là nhiều các cái nội dung cho các bác nhá. Tiếng Việt sợi vứt đi. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái rồi biếng và cầu thả. Khi phải kéo sợi thì cô làm thật miễn cưỡng, chỉ mắc cái nút rồi là vò cả nắm sợi ném xuống đất. Cô có một người hầu gái làm ăn chăm chỉ, nhặt những quãng sợi vứt đi đem giặt. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều nội dung nhá. Xe cộ rồi sách áo rồi hình học rồi thú vật các thứ, rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Lên thì em là sách nói, giá sẽ là 110k và không có pin nhá. Đấy, không có pin. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Lên thì em là sách nói nhá, sách biết nói, sách nói song ngữ 110k. Đấy, không có pin nhá, không có pin. Các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, không có pin nhá. 110.000 và không có pin. Đó. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục lên video để trân trọng gửi tới các bác. Vẫn chương trình bình luận video sẽ có quà nhá. Các bác cứ bình luận 2 số và tối đa là bình luận 10 lần trên một video và chia sẻ video là các bác sẽ có quà. Đấy, thì các bác cứ theo dõi kết quả xổ số miền Bắc, các bác bình luận trùng với kết quả xổ số miền Bắc là sẽ có quà. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái cân treo nhé. Các bác lên cho em là cân treo. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhé. Đấy, có lên cho em là cân treo này. Đó, cân treo. Giá của nó sẽ là 90k trong chiếc cân treo như này. Cái này thì nó sẽ là có sẵn pin rồi. Còn về nhà các bác muốn dùng thì các bác mua thêm pin. Pin ở ngoài hiệu sách người ta bán rất là nhiều, rất là dễ mua thôi các nhá. Đây là cái lẫy pin về nhà các bác rút ra cho em này. Đó, các bác bật lên cho em này. Đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là chế độ là kg như này và cân được tối đa là 50 cân. Và các bác có thể con này nó sẽ là cập nhật cả nhiệt độ luôn nhá. Nhiệt độ này 32 độ C này. Đấy. Và các bác để cho em là chế độ là kg như này là các bác cân là ok các bác nhá. Đấy, là các bác cân là ok rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, đây thì em cân thử cho bác cái con máy hút bụi này nhá. Đây, đây, đây con này. Đây em quàng em cân thử cho bác xem. Đây. Đấy, con máy hút thổi bụi này thì cân nặng của nó sẽ là một cân tư nhá, một cân tư hai hoa. Đấy. Nó là cân điện tử cho nên là nó đẩy số rất là rõ ràng luôn và chính xác luôn. Đây. Đấy, một cân tư hai hoa và nó sẽ nhớ số luôn. Con này các bác dùng để đi câu, đi kẹo này hoặc đi chợ hoặc là đi chơi, đi du lịch các thứ rất là ok luôn. Và giá rất hợp lý nhá. Mắc của nó là lên tới 50 cân. Các bác có thể cân tối đa là 50 cân nhưng mà khuyến khích các bác chỉ cân khoảng 3-40 cân trở về là ok nhá. Giá thì sẽ là 90.000.
các bác lên cho em là cân treo nhé. Đấy, lên mã cho em là cân treo, giá của nó sẽ là 90k cho con cân treo như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phao nước các bác nhé. Qua lên cho em là phao nước này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con 70.000 cho một con phao nước như này các bác này. Đấy, cái này thì nó rất là tiện ích các bác ạ. Đấy, về các bác chỉ cần là xoáy vào các cái nguồn nước nhà mình là xong. Đó, xoáy vào nguồn nước nhà mình, sau đó thì mình kết nối là khi mà phao nó nâng lên là nước nó sẽ tự ngắt, rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000. Đó, lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đó, phao nước, giá của nó sẽ là 70k cho một con phao nước như này, 70.000 các bác nhá. Đây các bác này, các bác chỉ cần xoáy vào như này thôi, sau đó thì mình xả ra nước này, đấy, nước nó sẽ chảy và nước nó ngập lên phao là nó sẽ tự ngắt, rất là đơn giản các bác nhá. Đấy, nước ngập lên phao là nó sẽ tự ngắt nhá, cứ ngập lên một phần là nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản vậy thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000. Về nhà các bác kết nối vào cái phao nước cho em là ok, giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá, giá của nó sẽ là 70k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage cổ nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là massage cổ, giá của nó sẽ là massage cô gái nhá. Lên cho em là massage cô gái này, massage cô gái, giá của nó sẽ là 110k cho con massage cô gái này nhá. Lên cho em là massage cô gái, đây nó có hình cô gái đây, và nó dùng để massage cổ vai gáy khá là tốt luôn. Đấy, nhưng mà nó có hình cô gái này cho nên là bên em gọi nó là massage cô gái nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả một cái bộ để các bác kết nối này. Đấy, một cái bộ để các bác kết nối như này, và kèm thêm cho các bác là hai quả pin luôn. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đây, lắp pin vào đây các bác này. Nó sử dụng cái dạng pin con thỏ nhỏ, thì cái pin này nó rất là dễ kiếm thôi. Các bác lắp pin vào đây cho em. Lắp pin vào đây này. Đấy, sau đó thì các bác đặt lên cổ này. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cái miếng dán này, để các bác dán lên các cái phần nào nhức mỏi nữa, cắm vào đây là nó sẽ truyền cái xung điện qua nhá. Đấy, dùng thì rất là hay luôn. Lên cho em là massage cô gái nhá. Giá của nó sẽ là 110.000 cho cái con massage cô gái này. Các bác đeo vào cổ này, nó sẽ massage cổ cho các bác rất là tiện và thoải mái luôn. Đấy, đây con này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cắm vào, sau đó thì mình massage nhá. Có cả đấy. Lên mã theo là massage cổ nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Đây con này rất là tiện luôn. Đấy, thì khi mà con chuột nó chạy qua nó sập bẫy các bác này. Đấy, còn khi các bác sử dụng thì các bác ấn hai tay đều này cho em, cho cái bẫy nó ngửa lên như này, nó sẽ là bẫy hàm ếch như này nhá. Khi con chuột nó chạy vào là nó sẽ sập bẫy luôn. Đấy, các bác thấy không, rất là nhạy luôn. Giá thì chỉ có 15k trong chiếc này thôi, 15k trong chiếc như này nhá. Các bác lấy từ 3 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. 3 15 45, lấy 3 cái giảm được 5.000. Bẫy chuột thông minh. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage cánh bướm các nhá. Massage cánh bướm, con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Đêm nãy giúp cho em là massage cánh bướm nhá. Massage cánh bướm, massage này, massage cánh bướm, giá thì sẽ là 45.000 nhá. Đấy, 45k cho một chiếc như này, 45k cho một chiếc như này rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là massage cánh bướm, giá sẽ là 45.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một miếng dán này, một máy và một dây sạc như này, một miếng dán, một máy, một dây sạc. Thì về khi các bác sử dụng thì rất là đơn giản thôi, các bác bóc ra cho em này. Đấy, sau đó cái miếng dán này thì các bác lắp trực tiếp lên cái phần thân máy này. Lắp trực tiếp lên cái phần thân máy này cho em này. Đó. Các bác lắp trực tiếp lên thân máy đây. Đấy. Sau đó thì ở đây thì nó sẽ có cái dây sạc nhá. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đó, sau đó thì mình sử dụng này. Có dây sạc đấy nhá. Về nhà các bác có thể cắm sạc nhá. Đấy, sau đó thì các bác lột cho em cái băng dính ra này. Khi nào không dùng nữa thì mình lại dán cái băng dính này vào. Đây, em sẽ dán trực tiếp lên đùi em cho các bác xem này. Đó, đây dán lên. Đấy, con này thì nó rung rất là mạnh luôn nhá. Rung rất là mạnh luôn. Các bác nhấn cho em chữ M 2 lần là máy nó sẽ chạy này. Đấy, các bác thấy không? Nó rung nhảy bắp đùi lên luôn các bác này. Máy rất là nhạy luôn. Và các bác cứ nhấn chữ M này là nó sẽ tăng cấp độ nhá. Đấy, nhấn chữ M này tăng cấp độ này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, mới có số 2 thôi mà đã rung nhảy đùi lên như này rồi các bác này. Đấy. Và dấu trừ này thì sẽ là giảm hết và tắt nhá. Dấu cộng thì sẽ là ấn tăng cấp độ và bật này. Còn chữ M này là chuyển chế độ nhá. Đấy, các bác có thể chuyển các chế độ được tùy theo các bác nhá. Đấy, các bác có thể chuyển các chế độ này, các chế độ ở đây. Đấy, hàng thì rung rất là mạnh luôn và massage cho cơ thể rất là tốt nhá. Ngoài chức năng là rung thì nó sẽ là có những cái dòng xung điện nó chạy qua thì nó giúp cho các bác chống được các cái triệu chứng như là đau mỏi nhức, đau mỏi cổ vai gáy, dây thần kinh, dây thắt lưng. Các bác đau đâu thì các bác
dán vào đấy chưa? Đấy, đâu đâu dán đấy nhá. Giá thì chỉ có 45.000 cho một chiếc này thôi. Giá khá là tốt cho bác luôn. Con này thì bác nên mua để trải nghiệm, nó rất là hay. Nên nó sử dụng các cái dòng massage xung điện cho nên là nó tác động trực tiếp lên các cái hệ cơ. Đấy, massage cánh bướm giá sẽ là 45.000 nhá, 45.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vít xanh các nhá. Các bác lên cho là vít xanh. Giá thì chỉ có 40k cho một cái hộp vít xanh như này thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một tay vít, kèm thêm cho các bác là 30 đầu mũi vít như này. To nhỏ lớn bé dẹt tròn ba khe rồi múi rồi, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Lục giác múi khế pH1 pH2 đầy đủ cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là lắp cái đầu này vào cho em này, lắp đầu này vào này. Đấy, sau đó lắp cái đầu vít này vào. Đó là coi như đã có một con tô vít rồi. Các bác có thể tăng giảm tùy theo nhá. Đấy, có thể tăng giảm này. Đấy, cho dài ra này. Đấy, các bác có thể cho dài ra. Đấy. Dài nhất thì nó sẽ là như này và ngắn nhất thì nó sẽ sập đây luôn. Đó. Rất là tiện nhá. Và tháo ra này. Đấy, rất là nhỏ gọn luôn. Các bác có thể để trong hộp như này để mình cất đi, nó tránh bị rơi vãi mất nhá. Một cái hộp này của nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít. Đấy. Lên mã giúp cho em là vít xanh nhá, vít xanh, một hộp 30 đầu vít như này. Đó. Hàng vít xanh, có lên cho là vít xanh này. Đó, vít xanh. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp vít xanh như này. 30 đầu vít thao thoải mái cho bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cưa vàng các nhá. Đấy, các bác lên cho em là cưa vàng, giá của nó sẽ là 90.000. Đó. Cưa vàng này. Cưa vàng, giá của nó sẽ là 90k cho một con cưa vàng như này. 90.000 cho một con cưa vàng như này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình sử dụng, để mình dùng trong sử dụng các cái công việc lặt vặt trong gia đình này. Các bác rất là tiện dụng luôn. Nó sẽ là một con cưa như này các nhá, một con cưa như này. Kèm thêm cho các bác là khá là nhiều các cái bộ lưỡi đi kèm nữa. Để các bác dùng để mình cưa sắt, cưa sắt, cưa gỗ đều được hết nhá. Có cả lưỡi cưa sắt, cả lưỡi cưa gỗ. Có cái phần tăng giảm rất là ngon lành luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ nhá. Đấy, một cái bộ cưa như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000. Các bác lên cho em là cưa vàng, rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể sử dụng để mình dùng trực tiếp trong gia đình nhà mình nhá. Đấy, cưa cắt các kiểu luôn, lên cho em là cưa vàng, giá sẽ là 90k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hút bụi ống nhá, hút bụi ống. Con này thì nó hút rất là khỏe luôn. Đấy. Và nó sẽ có rất là nhiều các cái đầu đi kèm đây, các cái đầu đi kèm như này để các bác hút nhá. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là một con hút bụi rất là khỏe con này. Đấy. Đây. Để em thử test xem nha, nó hút được cả con điện thoại này luôn con này. Đấy, qua theo. Đấy. Đấy, hút cả con điện thoại luôn con này. Qua theo, sức mạnh của nó không? Đấy, một con điện thoại 2-3 lạng như này mà nó hút được con này. Đấy. Tức là máy này rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có các cái ống dài như này để các bác kết nối với các cái hệ thống hút này. Đây. Đấy, ống dài này con này. Để các bác kết nối với hút này, đấy nhá. Đấy, hút cả cái biển này lên luôn các bác. Đây. Hút cả con biển này lên luôn, qua theo. Đó, đây. Đấy. Máy hút rất là khỏe luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có các cái đầu hút để các bác vệ sinh. Đây, đầu hút này. Để các bác dùng cái chổi này các bác vệ sinh. Đấy, thảm thiếc các kiểu nhá. Rồi cái đầu dài này. Đầu dài này. Đấy. Đầu dài này để các bác hút vào các cái vị trí khác đây. Đây. Đấy. 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 Hút rất là mạnh luôn. Rất là mạnh luôn các bác nhá. Đó. Thì lên cho em là hút bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ có cái ống dài như này. Cho nên là bên shop lên tên nó sẽ là hút bụi ống. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200 mấy nhỉ? 260.000 và bao ship qua nhá. Đó. 260.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là hút bụi ống nhá. Đó. Hút bụi ống, các bác lên đúng tên cho em nhá, hút bụi ống nhá. Giá của nó sẽ là 260k. Và bao ship nhá, 260.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là hút bụi ống, 260.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là keo dán tôn nhá. Keo dán tôn thì bên shop lại về số lượng, lên cho em là keo 10 nhá, keo 10. Đấy, bản của nó là 10 cm nhá. Nên nó dài khoảng là 5m, dài khoảng 5m nhá, khoảng thôi coi nhá. Giá thì chỉ có 40k cho một cuộn keo dán tôn như này thôi. Các bác dùng để dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt. Tôn, nhựa, gỗ, kính, gạch men đều được hết nhá. Đấy các bác, đa di năng luôn. Các bác có thể dán vào để chống thấm nhá. Đây. Keo dán tôn chống thấm. Con này thì dùng đa di năng mà rất là tốt luôn, nó chịu được nhiệt độ cao nhá, từ -40 độ C lên tới 700 độ nhá. Đấy. Đây lên tới 110 độ C này, đấy các bác nhá. Đây.
Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây các bạn này, khi dán vào này. Đấy, khi dán vào nó sẽ ra một cái lớp keo như này các bạn này. Đấy, dán rất là chặt luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Một cái thùng đang bị ướt này mà dán vào này. Các bác có thể dán lên trần rồi lên tường, lên mái tôn, lên ở cái vị trí nào mà bị thấm rột nước nhá. Đấy, đây. Một cái nước chảy to như này mà dán nó phát ăn luôn các bạn này. Đấy, dán phát ăn luôn các bác theo. Rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là keo dán tôn nhá. Keo dán tôn giá thì chỉ có 40.000 thôi. Rồi, ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo gang các bác nhá, chảo gang. Con này thì cái đường kính của nó chỉ có 13 cm thôi, nó nhỏ nhỏ vậy thôi các bác nhá. Cái này các bác có thể dùng để rang hoặc là hấp hoặc là nói chung là nướng đồ ăn. Đấy, nướng đồ ăn với các thứ đều là ngon hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là chảo gang nhá. Giá của nó chỉ có 80.000 một chiếc như này thôi. Cái này của nó thì nó sẽ là cái quai các bác xoáy vào như này cho em này, và cái quai này. Quai này mình có thể dùng để đeo được luôn, nó rất là tiện. Đấy, mình đeo được luôn. Và nó sẽ có hai cái đầu như này thì các bác có thể là rót đồ ăn thức uống này. Đấy, nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là chảo gang, giá của nó sẽ là 80.000 cho một chiếc chảo gang như này nhá. Đấy. Và lên cho em là chảo gang này. Đó, lên cho em là chảo gang nhá. Chảo gang giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một chiếc chảo gang như này, rất là tiện dụng luôn. Hàng này thì khá là dày nhá. Và cái đường kính của nó chỉ có là 13 cm thôi nhá, 13 cm thôi nhá. Đấy, cái chiều rộng của nó chỉ có 13 cm thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng các bác nhá, dây điện vàng này. Đó. Thì con này dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Dây 1.5, đó, dây điện vàng và dây 1.5, dây hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, đây, hàng của thương hiệu Tachi con này. Đấy, Tachi made in Japan nhá. Ổ của nó thì nó sẽ là ổ đúc như này, ổ đúc như này nhá. Đó. Và dây thì dây siêu mềm luôn. Dây lõi đồng 1.5 nhá. Đây. Đấy. Dây của nó sẽ là dây lõi đồng 1.5. Khi cắm lên thì nó sẽ có đèn báo các bác nhá. Khi cắm lên thì nó sẽ có đèn báo ở đây này, có đèn báo ở đây cho nên các bác yên tâm. Có thể quan sát rất là rõ luôn nhá, có đèn báo luôn. Đấy, và một cuộn này của nó là 30 mét nhá. Một cuộn này của nó là 30 mét, dây thì nó rất là mềm. Dây thì có rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn. Giá thì đợt này bên shop lại về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Đó. Dây điện vàng này, lên cho em là dây điện vàng. Giá của nó sẽ là 220.000 nhá và bao ship luôn. 220.000 và bao ship cho cái dây điện vàng như này. Đấy, dây của nó là 30 mét nhá. 30 mét nhân với lại 1,5 mm nhá, 1,5 mm. Đó, dây của nó sẽ là 30 mét nhân 1,5 mm. Lên cho em là dây điện vàng 30 mét. Đấy, dây điện vàng 30 mét, giá chỉ có cho các bác là 220.000 thôi. 220.000 cho một cuộn dây như này, bao ship tận nhà cho bác luôn. Dây này thì nó có 1.5 thôi, cho nên là các bác dùng thì nói chung là cũng là ok thôi. Dùng để thắp sáng này hoặc là làm máy khoan, máy cắt rồi các cái loại máy móc cũng ok thôi nhá. Đấy, giá thì sẽ là một cuộn dây như này sẽ là 220.000. Lên cho em là dây vàng nha, giá sẽ là 220.000. Cuộn 30 mét nhân với 1.5 các bác nhá, 1.5. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái nhà hàng khách sạn, nó rất là thơm nhá, rất là thơm luôn. Đây. Đấy, chuyên dùng để trong các nhà hàng khách sạn rất là thơm. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý luôn nhá. Chỉ có 30.000 cho một lọ nước hoa này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu cái tăm hút như này, tăm hút như này. Đấy, và một cái nơ trang trí rất là đẹp luôn. Các bác mở cái nắp này ra cho em này. Mở cái nắp này ra. Đấy. Rất là thơm luôn, sau đó các bác cắm cái bấc này vào nhá. Cắm cái bấc này vào đây cho em này. Đấy, các bác cắm cái bấc này vào đây. Đó, thì là nó sẽ dẫn cái mùi hương thơm ra, nó rất là thơm luôn. Sau đó thì các bác cứ để trong phòng này, phòng khách, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet, phòng ngủ đều được hết nhá. Rất là thơm luôn. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các cái khách sạn này, rất là thơm. Đấy, các bác bảo sao đi khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này thôi. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Đó. Nước hoa khách sạn giá của nó sẽ là 30.000 trên một lọ nhá. 30.000 trên một lọ này. Đó, giá của nó sẽ là 30.000 trên một lọ nước hoa khách sạn như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác kia lấy giấy tai đa năng nhá. Đấy, có lên cho em là lấy giấy tai đa năng. Lấy giấy tai đa năng nhá. Con này thì nó sẽ là một con lấy giấy tai như này. Đấy. Và có cho các bác là các cái đầu như này các bác này. Đấy, các cái đầu như này các bác chỉ cần
Đấy, ra cái này các bác có thể đeo vào móc khóa rất là ok nhá. Đấy. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 chi tiết như này nhá, 6 chi tiết bên trong như này. Đấy, các cái đầu lấy này, to nhỏ lớn bé dẹt tròn. Đấy, trai gái già trẻ đủ cả các nhá. Đó, để các bác có thể lấy được này. Đấy, có cả cái đầu lò xo này, có đầu lò xo này. Ngoáy vào rất là thích luôn các nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 30k thôi. Lên cho em là bộ lấy dây tai đa năng. Đấy, bộ lấy dây tai đa năng, giá sẽ là 60.000. Đó. Bộ lấy dây tai đa năng này. Đấy. Bộ lấy dây tai đa năng nhá, lấy dây tai này. Lấy dây tai đa năng. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trên một bộ như này, 30.000 trên một bộ lấy dây tai đa năng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đũa nhá, hai cái mẫu đũa đây. Đó. Hai cái mẫu đũa như này thì nó sẽ có là đũa của Hàn và đũa của Nhật nhá. Đây, đũa này thì nó sẽ là đũa Hàn Quốc mạ vàng này, giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này. 60.000 cho một hộp như này, một hộp này của nó bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy, một hộp như này bao gồm là 10 đôi. 60.000 một hộp 10 đôi nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa Hàn này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng đũa mà được mạ vàng ở đầu nhá. Ở đầu này nó sẽ là mạ vàng 18 carat, các bác dùng lúc nào nó cũng vàng chóe thế này luôn, rất là đẹp này. Ở đít này thì ở phần đầu đũa này thì nó sẽ là đánh vân nhá, đánh vân đánh nhám chống trơn trượt, các bác gấp đồ ăn thức uống thoải mái luôn, gấp các cái đồ trơn cũng không sợ bị trơn nhá. Đấy, đồ có mỡ cũng không sợ bị trơn. Và đầu này nó sẽ là mạ vàng 18 carat như này, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái giá nó rất là tốt cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là đũa mạ vàng nhá, giá chỉ có cho các bác là bao nhiêu, 40.000 trên một vỉ 10 đôi. Nhà các bác hay có cỗ có bàn mua cho em từ 3 đến 5 vỉ nhá, từ 3 đến 5 vỉ. Đấy, lên mã giúp cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đấy. Từ 3 đến 5 vỉ như này. Đấy, các bác có thể mua để mình sử dụng nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa Nhật nhá. Đây, đũa Nhật này. Đấy. Đũa Nhật thì đây. Đũa Nhật thì nó sẽ là cũng là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá, 10 đôi. Tất cả đũa Nhật, đũa Hàn thì đều được làm từ sợi thủy tinh nhá. Đấy. Cầm trên cái đũa 7 màu luôn. Đều làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống được nấm mốc nhá. Đấy, con này chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này. Đấy, chống nấm mốc nhá. Hàng made in Japan nhé. Hàng made in Japan cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi, 40k trên một vỉ như này. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhé. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40.000. Chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhé. Đây, hàng mã tem mã vạch đàng hoàng. Đây, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đũa được làm từ sợi thủy tinh, chịu được nhiệt độ cao, kháng khuẩn, chống nấm mốc cực kỳ là tốt nhé. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là vỉ này, nó sẽ là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá thì bên shop đang gửi tới các bác một vỉ như này. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ đũa Nhật như này nhá. 40.000. Đây. Còn đũa này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đây, Korea con này. Đấy, Korea. Hàng của Hàn Quốc nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là 40k trên một vỉ như này. Cũng 10 đôi luôn nhá. Đó. Đũa Nhật thì cũng 40.000, đũa Hàn 40.000. Ngoài ra thì bên shop về cái đũa của Nhật dòng cao cấp, nó sẽ là một vỉ như này, nó chỉ có 5 đôi thôi. Vỉ này có 5 đôi thôi nhá. Đấy. Cái này thì thành phần của nó thì 100% là sợi thủy tinh nhá, 100% là sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Và giá thì nó sẽ đắt hơn một chút, nhưng mà cái này thì nó sẽ có cho các bác là phân màu nhá, phân màu. Ví dụ gia đình nhà mình có 5 người thì nó sẽ có cho các bác là 5 đôi với 5 màu sắc khác nhau. Đấy. Ví dụ như là có của ông này, của bà này, của bố mẹ này. Đấy. Của ông, của bà, của bố mẹ này, chẳng hạn như thế, thì của em bé này. Đó. Và cái này của nó thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi. Đấy, một vỉ này của nó chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu, đó. Đũa 7 màu. Một vỉ này của nó là 5 đôi nhá. Một vỉ này 5 đôi. Và giá thì sẽ là 70k trên một vỉ 5 đôi như này. Phân này, phân khúc này là phân khúc cao cấp nhá. Cao cấp, đấy, lên cho em là đũa 7 màu. Một vỉ là 5 đôi. Giá của nó sẽ là 70k trên một vỉ này nhá. Hàng này thì cao cấp hơn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, có in hình các thứ này. Đấy, đặc sắc hơn, đẹp hơn, màu sắc sạch sẽ. Đấy các bác nhá. Lên cho em là đũa 7 màu, giá sẽ là 70.000 trên một vỉ như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, bỏ em cái vỉ tất trắng. Cái tất vỉ, bỏ em cái vỉ tất trắng. Nó sẽ có cho các bác là hai loại đấy, đó là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất 10 nhá. Tất 10 thì sẽ có màu đen và màu trắng. Tất 10 sẽ có màu đen và màu trắng nhá. Đấy, đây. Có màu đen và màu trắng như này. Hàng của thương hiệu Nike nhá. Đó. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Đấy, lên cho em là tất 10 này. Giá của nó sẽ là 90k trên 10 đôi.
thì các bác lên cho em là tất 10 đen hoặc là tất 10 trắng nhá, tất 10 đen hoặc tất 10 trắng đó. Thì bên em bán theo theo vỉ như này chứ không không bán lẻ và không tách màu nhá, không bán lẻ không tách màu, lấy một vỉ là một màu luôn chứ không có một vỉ hai màu có nhá. Đấy, một vỉ là một màu luôn, lấy màu đen hoặc màu trắng. Đây, một vỉ này của nó là 10 đôi nhá, hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Đây, con này của nó thì thứ nhất của nó sẽ là co giãn 4 chiều này, co giãn 4 chiều. Đấy, co giãn 4 chiều như này các bác nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, chống hôi chân nhá, chống hôi chân, thấm hút mồ hôi tốt. Chất liệu 100% là sợi bông tự nhiên, đi thì cực kỳ là thích luôn. Hàng của thương hiệu Nike 100% là sợi cốt tông nhá, sợi cốt tông. Đấy, rất là đẹp luôn. Logo của hãng nó thêu trực tiếp này, đấy Nike các bác nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một cái vỉ tất như này bao gồm cho các bác là 10 đôi mà giá 90.000. Đấy. 10 đôi 90.000, tính ra chỉ có 9.000 một đôi tất như này thôi. Đó. Các bác cũng khó đi đâu mà mua được 9.000 cho một đôi tất đẹp như này. Cho nên là bên shop bán rất là nhiều. Bán rất là nhiều luôn, lên cho em là tất 10 đen hoặc tất 10 trắng nhá. Có màu đen, có màu trắng như này, giá rất là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc nhá. Dây sạc thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là sạc béo và một mẫu là sạc gầy. Đấy, đều là dòng sạc nhanh hết nhá. Đều là dòng sạc nhanh hết. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Con to này thì nó sẽ là sạc béo này, sạc béo này. Chiều dài của nó thì chiều dài của nó khoảng trên 1 mét nhá. Chiều dài của nó khoảng trên 1 mét cũng khá là dài luôn và tiện ích cho các bác sử dụng này. Đây. Đấy. Và con này thì của nó thì những cái đầu kết nối này của nó rất là chắc chắn luôn, rất chắc chắn các bác này. Cho nên các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc béo này, sạc béo. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sạc béo nhá. Đó, lên cho em là sạc béo. Sạc béo này. Giá của nó sẽ là 50.000 trên bên em sạc béo như này nhá. 50.000. Đó. Còn ngoài ra thì bên shop cũng có cái sạc gầy như này. Kích thước chiều dài của nó thì cũng như nhau nhưng mà dây của nó thì sẽ là dây nhỏ hơn, nhưng mà cũng là dây sợi dù nhá. Một đầu này của nó thì bao gồm cho các bác là 3 sợi, 3 đầu như này, một dây 3 đầu như này. Thì các bác có thể sạc được Samsung, iPhone, Oppo, biết các thứ đều chơi được hết nhá. Con này thì nó nhỏ hơn một chút thôi. Còn lại là nó cũng chiều dài thì nó tương đương nhau nhá, dài tương đương nhau. Thì con này các bác lên cho em là sạc gầy nhá. Con sạc gầy này thì nó có hai màu như này. Đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên nhá. Lên mã cho em là sạc gầy, giá sẽ là 30.000 nhá. Đó, sạc béo này. Sạc béo 50.000. Sạc gầy này. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái giỏ để giỏ. Cái này các bác lên cho là vợt hái hoa quả nhá. Đấy. Vợt hái quả này. Đấy. Các bác lên cho là vợt hái quả. Đấy. Vợt hái giỏ hái hoa quả hoặc vợt hái hoa quả cũng được. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái vợt hái hoa quả như này nhá. Về nhà các bác cắm cho em cái xào vào đây này. Sau đó thì làm cái ốc vít mình bắt vào này. Đấy, thì ví dụ như các bác bứt xoài, bứt nhãn rồi bứt các cái dòng hoa quả đều được hết nhá. Đó. Giá thì chỉ có 60 cành thôi. Ví dụ quả xài, quả xiếc các bác đưa vào cái lẫy núm các bác giật phát là nó rơi bụp vào trong này luôn. Xoài, hồng xiêm, nhãn, nói chung những cái quả to là giật là rất là ngon. Hoặc là các cái loại hoa quả đều được hết. Đấy. Thì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một cái giỏ hoa quả như này nhá. Lên cho em là giỏ hoa quả. Giá sẽ là 60.000 cho cái giỏ hoa quả như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng nhá, keo đa năng. Đây. Một hộp như này thì nó sẽ là 60g. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 cho một lọ keo đa năng như này nhá. Lên cho em là keo đa năng nhá. Keo đa năng. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh. Keo đa năng, lọ nó màu xanh như này nên là keo đa năng xanh nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 trên một lọ như này. Và bác nào mua từ 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác cái giá là 50.000 trên 3 lọ nhá. 50.000 trên 3 lọ luôn. Đó. Dòng này nó sẽ là một cái dòng keo đa năng cực kỳ là nhạy luôn, dùng thì rất là tuyệt vời. Các bác có thể dùng để dán tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, độ bám dính của nó rất là tốt. Lưu ý các bác là để cho em từ 2 ngày nhá. Đấy, từ 24 đến 48 giờ. Đấy, 24 đến 48 giờ là ok nhá. Giá rất là tốt cho bác xem luôn. Đây có cái video thực tế đây. Cảm của bạn với cửa sắt. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cửa sắt. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy.
dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép, keo chịu được sức nặng của 5 người, chống tấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá. Các bác lên trên là mỏ hàn xanh. Con này chuyên để dùng hàn thiếc và ở đây thì nó sẽ có gọi là cái đầu cấp thiếc tự động luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, hàng của Đức. Đấy, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây, hàng made in Germany các bác này, made in Germany, hàng của Đức. Giá sẽ là 130.000. 130.000 các bác nhá. Đấy. 130.000. Đấy, thì các bác sẽ lắp cái này vào đây cho em này, lắp cái này vào đây. Đấy, các bác sập cái này vào đây cho em này. Sau đó thì về nhà các bác có cái cuộn thiếc, các bác cho cái cuộn thiếc vào đây thì là các bác sẽ cho vào cái ống này, cho vào cái ống này, cho vào cái đường đỏ này, nó sẽ dẫn thiếc vào nhá. Đấy, ở đây thì nó rất là tiện, bóp này, có công tắc đẩy này, bóp này là cái thiếc nó ra nhá. Đấy, con này thì rất là tiện dụng luôn. Và hàng này nó sẽ là hàng của Đức này, sử dụng điện một. Đấy, ghế đấy là ghế B đấy. Hàng của Đức nhá, made in Germany này, sử dụng điện 220V này, công suất của nó sẽ là 150W nhá, 150W. Đó đây, công suất của nó sẽ là 150W nhá. Đấy, 150W, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 130.000. 130.000 cho cái bộ sản phẩm này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh nó màu xanh như này, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó. Một con mỏ hàn Đức như này. Giá sẽ là 130.000 nhá. Công suất của nó sẽ là 150W đó. Hàng made in Germany cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước móc khóa nhá. Thước móc khóa con này thì để cho anh em dân chuyên làm nghề này. Đấy, anh em thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đó, ở đây thì nó sẽ là chiều dài của nó là 2m. Bên em có màu bạc và màu đồng, màu bạc, màu đồng, màu vàng. Chắc là em gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đó, màu bạc, màu vàng, màu đồng như này. Đây, màu đồng này. Đây, màu vàng này. Và đây, màu bạc này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000. 50.000 cho một con thước như này. Lên mã. Xong rồi. Lên mã. Cái nửa này đấy vào đi. Đây, cái này quận rồi bỏ vào đây. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa nhá, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ là 2m nhân với lại 6mm này, 2m nhá. Chiều dài của nó là 2m này. Nó sẽ là một cái dạng thước dây như này nhá, có thể quấn vào được như này. Nó bằng thép nhưng có thể quấn vào được như này các bác này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Rất là đẹp các bác này. Đấy, kích thước của nó là 2m và chiều bản này của nó là 6mm nhá. Rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là thước móc khóa nhá, thước móc khóa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Đó. Thước móc khóa này. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50.000 trên một chiếc nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Để các bác đeo vào móc khóa như này. Anh em các bác làm thợ làm nghề, đấy, dân ID, dân chế cháo hoặc là sử dụng nó rất là tiện. Đấy, ví dụ các bác đi khảo sát công trình ông chiếc chỉ cần cái thước kéo lên cái là đo được luôn. Hoặc anh em thợ mộc thì biết cũng rất là tiện. Đấy, để mình đo sơ qua, sơ lược như này. Đấy, tối đa của nó là 2m thôi nhá. Tối đa của nó là 2m. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 thôi. Lên trên là thước móc khóa nhá. Giá sẽ là 50.000 như này. Rất đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái gang tay lao động thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là gang tay lao động này. Ở đây thì nó sẽ có màu đen, màu nâu, màu xanh. Thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, và bên shop là bán theo combo các bác nhá. Theo combo. Đấy. Theo combo 5 đôi thì sẽ là 40.000 và một bịch như này là 12 đôi. Bịch này 12 đôi sẽ là 70.000 nhá. Đấy, 12 đôi sẽ là 70.000. Ưu điểm của cái gang tay này ấy, thì nó rất là tiện ích các bạn, rất là tiện ích. Thứ nhất là có cao su chống trơn trượt này, đút vào được. Có cao su chống trơn trượt này. Thứ hai là nó cái độ co giãn của nó vừa phải nhá. Nó không giãn quá và nó cũng không ôm quá. Đấy. Không giãn quá, không ôm quá, cho nên là khi các bác sử dụng ấy thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đây, có cao su nhá, độ bám dính rất là tốt luôn. Đây, khi đeo các bác thấy không? Đấy, tay to tay nhỏ đeo vừa hết nhá. Đấy, nó có cái độ giãn nhất định cho nên nó rất là ôm tay này. Trông nó rất là thật luôn. Trông nó đúng như là bàn tay thật luôn các bác này. Đấy, trông nó đúng như bàn tay thật như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, bên em thanh lý được cái lô công ty nó thanh lý nhá. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đây.
Con này các bác dùng để làm vườn này, hoặc là dùng để lao động này, rất là tuyệt vời luôn. Hoặc các bác có thể dùng để mình đi xe máy, đi ngoài đường, chống nắng rất là tốt luôn. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là găng tay lao động, giá sẽ là, nếu các bác lấy lẻ thì giá sẽ là 5 đôi là 40.000, 5 đôi sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Bên em là găng tay lao động này. Găng tay lao động. Nếu các bác lấy 5 đôi nhá, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. Đấy, còn các bác lấy một bịch như này là 12 đôi này. Bịch này là một tá nhá, 12 đôi. Đấy, bịch 12 đôi nhá, lấy cả bịch đi, bịch 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 thôi. 70.000 trên một bịch 12 đôi. Khuyến khích các bác nên mua cả bịch sẽ được giá tốt hơn. Đấy, có màu xanh, màu đen và màu ghi. Thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác này. Đấy, hàng nó sẽ là nguyên trong bịch như này, nguyên trong bịch như này các bác nhá. Đấy, nguyên trong bịch như này thì bên em sẽ gửi nguyên trong bịch như này cho các bác nhá. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Cầm cho cái điện thoại 2 sim. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái dòng điện thoại nhá. Điện thoại thì bên em có dòng 1 sim và dòng 2 sim. Đó. Đây. Có dòng 1 sim và dòng 2 sim các bác nhá. Đó. Dòng 1 sim và dòng 2 sim, giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Con 1 sim này thì giá của nó sẽ là đây. Đấy, nó sẽ có cả màu đen cả màu ghi nhá, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đó. Đấy, lô này nó về cả màu đen cả màu ghi luôn nhá, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, điện thoại 1 sim đây. Về nhà các bác chỉ cần bóc ra lắp vào cho em là xong. Ở đây nó sẽ có cái băng dính như này. Đấy, có cả một cái lớp băng dính này, về nhà các bác bóc cái lớp băng dính ra cho em nhá. Đấy, có lớp băng dính chống xước ở cái màn hình này nữa. Về nhà các bác bóc ra cho em. Đó, đây. Có lớp băng dính chống xước, về nhà các bác bóc ra nhá. Đó. Giá thì sẽ là 150.000 cho con điện thoại 1 sim như này. Lên mã cho em là điện thoại 1 sim, giá sẽ là 150.000. Về nhà các bác bóc mở cái nắp này ra này. Đấy, rất là chặt luôn nhá. Hàng của hãng nó khác hẳn, rất là chắc chắn. Rất chắc chắn, cẩn thận cho các bác luôn. Đây. Đấy. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em nhá. Đây. Các bác lắp pin vào cho em nhá. Cái lẫy pin nó hơi chặt nhưng mà nó vi bám tốt thì các bác đẩy chặt nó xuống nhá, đẩy căng nó xuống. Đây. Logo của Nokia con này. Đấy, rất là chặt luôn, nắp của nó khá là chặt đấy các bác. Đấy, sau đó thì các bác về các bác lắp sim vào cho em nhá. Màn hình phím nổi nhá, phím nổi rất là rõ ràng luôn. Sẽ kèm cho các bác là một máy, một pin và một cục sạc nhá. Hàng đều là của Nokia hết nhá, logo của Nokia đây. Đấy. Con này là một sim. Cầm thêm con 2 sim. Con này là một sim nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 150.000 cho con một sim như này. Đấy. Đấy, giá sẽ là 150.000 cho con điện thoại một sim như này nhá, hàng của thương hiệu Nokia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con 2 sim này. Có lên cho em là điện thoại một sim nhá. Lên mã giúp cho em là điện thoại 1 sim nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 này, 150.000 cho con điện thoại 1 sim. Con này sẽ là con 1 sim này. Ngoài ra thì bên shop có con 2 sim đây. Con này nó sẽ là con điện thoại 2 sim này. Con 2 sim này của nó thì nó sẽ to hơn một chút các bạn, to hơn một chút đấy. Và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là đi đầy đủ này, cũng có pin, có cục sạc đầy đủ luôn. Đây, Nokia hết nhá. Đấy. Hàng của Nokia nguyên đai nguyên kiện như này. Con này thì nó sẽ là 2 sim nhá. 2 sim cho các bác luôn. Đây, về nhà các bác tháo ra. Tháo ra lắp pin vào cho em này. Đấy, con này sẽ là 2 khay sim như này nhá. Tháo ra lắp pin vào này. Đấy, 2 khay sim luôn. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác nhá. Về các bác lắp vào cho em là xong. Sau đó thì mình bật nguồn lên. Đây, bật nguồn lên các bác này. Đó. Con này thì nó sẽ là 2 khay sim nhá. 2 khay sim thoải mái cho các bác sử dụng luôn. 2 khay sim như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá, sau đó thì các bác chọn cho em là tiếng Việt này. Đấy, về nhà các bác chọn cho em tiếng Việt này. Ok này. Đó, đã xong, tiếng Việt như này. Đó. Đây, đấy, 1 sim 1 sim 2 nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Logo Nokia này, đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Mới con điện thoại 2 sim như này, shop đang trân trọng gửi tới các bác giá chỉ có cho các bác là đi một con điện thoại 2 sim như này giá chỉ có 250.000 nhá. 250.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Lên theo là điện thoại 2 sim, giá sẽ là 250.000. Đấy. Điện thoại 2 sim này, giá sẽ là 250.000. Bao ship tận nhà cho các bác luôn nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái lấy dây tai đèn nhá. Có lên theo là lấy dây tai đèn này. Đấy. Lên theo là lấy dây tai có đèn nhá. Đấy, con này thì nó có đèn cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái thân lấy dài như này và một cái nhíp gấp. Đấy, combo cho các bác là hai món.
về nhà các bác xoáy ra. Đấy, lắp pin vào cho em, có kèm cho các bác pin luôn. Giá thì chỉ có 60 cành thôi, quá rẻ luôn quá cho một cái bộ lấy dây tai như này. Lắp pin thì lưu ý các bác là lắp đúng đầu cho em nhá. Đấy, lắp đúng đầu pin cho em để cho nó lên nhá. Các bác lắp đúng đầu pin cho em. Sau đó thì mình xoáy vào này. Đấy, xoáy vào. Đây, xoáy vào. Bật đèn lên này. Đấy, bật đèn lên là đèn nó sẽ lên này. Và đây nó sẽ có hai cái đầu nhíp, nó cũng bằng nhựa. Nó bằng nhựa thì các bác lấy nó rất là an toàn và nó lại là dẫn sáng này. Đây, cho vào nó dẫn sáng như này, thông minh chưa các bác ơi. Đó, cho vào nó dẫn sáng như này nha, để các bác cho vào tai mình lấy này. Đèn không dùng nữa, mình tắt đi thằng sau đít này. Đấy, nó dẫn sáng thì các bác lấy rất là ngon nhá. Đấy, giá chỉ có 60k thôi. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là một con lấy bằng nhíp này nữa này. Đây, lấy bằng nhíp này nữa này. Đấy, con nhíp này cũng có đèn luôn. Đây. Combo hai món như này. Hai cái này là các bác phải dùng nhiều nhất rồi. Nhíp này để gấp này, còn cái này để ngoáy này. Đó. Giá thì chỉ có 60k thôi nhá. Lên mã giúp cho em là lấy dây tai đèn nhá. Lấy dây tai đèn giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác lại còn được tặng kèm thêm 3 viên pin nữa. Đấy. Nó sẽ có sẵn pin đây rồi. Đấy, có sẵn pin cho các bác rồi nhưng mà vẫn được tặng kèm thêm 3 viên nữa nhá. Tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đó, nói chung là rất là phục vụ tới nơi luôn các nhá. Phục vụ tới nơi luôn. Đó, đây. Đấy. Có sẵn pin rồi lại còn được tặng kèm thêm 3 viên pin nữa. Đấy. Thì nó rất là tiện. Đây. Bác xoáy cái này ra cho em. Đấy, sau đó thì mình lại bỏ vào trong cái lọ bình thường. Đấy. Đầy đủ công năng, chức năng sử dụng cho các bác luôn. Hai cái ngoáy này và một cái lấy như này. Đấy, có sẵn kèm pin cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ combo cho bác như này nhá. Lên cho em là lấy dái tai đèn nhá. Đó, lấy dái tai. Lấy dái tai đèn này, giá của nó sẽ là 60k thôi. 60k cho một con lấy dái tiền tai đèn như này nhá, 60.000. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 60k thôi. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy xí tóc nhá, hàng của thương hiệu Toshiba. Thì bên em còn mấy con nữa. Giá thanh lý cho bác chỉ có 95.000 cho một con này thôi. Có màu đỏ và màu đỏ và màu đen nhá. Công suất của nó sẽ là 1800W. 1800W. Đấy, công suất của nó sẽ là 1800W. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Hàng thanh lý giá chỉ có 95k thôi nhá. 95k cho một con máy xí tóc như này. Không thể tin nổi luôn các bác nhá. Đây, hàng thương hiệu Toshiba này, 1800W nhá. Hàng của Toshiba 1800W. Giá sẽ là 95 cành cho một con máy xí tóc như này nhá. Máy xí tóc hàng của Toshiba. Con này thì hai công tắc như này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Nóng nhanh nhá, chạy khỏe nóng nhanh và rất là bền bỉ luôn. Đây, đấy, đầu máy soi máy trước của nó này. Hàng rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Toshiba. Đấy, 1800W rồi. Ok, 95k các bác nhá, 95k. Đấy, em chỉ còn có mấy con thôi. Bác nào nhanh tay thì được thôi các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là lên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm tẩu Toyota nhá. Các bác lên cho em là bơm tẩu Toyota. Đó, hàng của thương hiệu Toyota này. Đấy. Rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Con này cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Hàng rất là nặng. Cầm đàm chắc tay, rất là chất lượng cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Toyota nhá. Hàng của thương hiệu Toyota các bác này. Đấy. Có đồng hồ báo nhá, có đồng hồ báo. Con này thì tối đa của nó là lên được tới là 80 pít các nhá. Đấy, 80 psi các bác này. Đấy. 80 psi, có công tắc này các bác này. Đấy, có công tắc đây. Hàng chất lượng cho bác luôn của thương hiệu Toyota các bác này, Toyota. Rất chất lượng cho bác luôn. Và đây là cái đầu tẩu nhá, để các bác cắm vào ô tô nhá. Đầu tẩu để cắm vào ô tô này. Đấy, còn đây là cái đầu vòi bơm của nó này, đầu vòi bơm của nó này, bằng đồng hết các bác này. Đấy, đầu vòi bơm bằng đồng hết nhá, rất chất lượng luôn. Các bác xoáy cái đầu bằng đồng này vào van đi là xong. Và dây của nó là dây vải nhá, dây vải chống đứt chống rối luôn. Dây vải chống đứt chống rối, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là bơm tẩu Toyota nhá đây. Các bác để vào đây nó rất là gọn này. Đấy. Nó sẽ là một cái vòng như này. Trước tiên là các bác cho em cái cho em cái dây vào đây trước này. Đấy, cho cái dây vào đây trước này. Đấy, cái dây này, cái lõi này để các bác bỏ cái dây này vào này. Sau đó thì mình ấn cái dây này vào cho em. Đó, đây. Rất là gọn như này con này. Đấy. Cất đi cũng rất là gọn luôn. Đó, các bác có thể bỏ trên cốp xe ô tô rất là tiện ích nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Đấy, giá thì bơm tẩu này, bơm tẩu Toyota, giá của nó sẽ là 180.000. Hàng về cho bác cái mẫu này giá rất là tốt cho bác luôn, giá rất tốt nhá, bơm tẩu Toyota. Đó. Về nhà các bác chỉ cần là cắm vào trong cái tẩu ô tô là mình sử dụng thôi. Giá rất là tốt, 180.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Lên cho em là khoan mini. Đấy, 180.000 cho cái khoan mini như này. Ở đây thì nó sẽ là một con máy khoan như này này.
nó sẽ là một con máy khoan như này, kèm thêm cho các bác là một cái tay nối dài đây. Con này thì có cả xoáy ra, có cả xoáy vào nhá, có cả xoáy ra, có cả xoáy vào luôn, rất là tiện con này đấy. Và hàng tương đối là khỏe nhá, nó sẽ có các cái đầu vít như này, các bác có thể lắp trực tiếp các cái đầu vít này vào cho em này. Lắp trực tiếp đầu vít vào đây để mình sử dụng này. Đó, đây, có thấy không? Đây, đấy, xoáy ra xoáy vào nhá. Con này thì máy chạy rất là khỏe luôn các nhá. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn. Đó, máy chạy tương đối là khỏe nhá. Và combo của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này, đây, có cả cái con nối dài này luôn này, có con nối dài này. Đấy, con này để các bác đưa vào các vị trí khó nhá. Đấy, con này để các bác đưa vào các vị trí khó này. Đấy, lắp ốc lắp vít và đưa vào vị trí khó thì em rất là ok luôn nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, có cả đầu nối dài nhá, có cả đầu nối dài để các bác lắp các cái đầu khẩu đầu kiếp vào luôn, đầu vít vào luôn. Đây. Ở đây thì nó sẽ có bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 8 đầu khẩu này, có 8 đầu khẩu này. 1 2 3 4 5 6 7 7 đầu vít này, 7 cái đầu vít cơ bản này, có một mũi khoan này và có cả các cái đầu lục giác, đầu hoa thì đầu ngắn như này nữa các bác này. Đấy, combo hết cho các bác luôn. Đấy, đây, combo đầy đủ cho các bác như này. Có cả một cái tay nối dài như này nhá, một cái tay nối dài như này. Đấy, nó sẽ đựng vào đây như này. Đấy, thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là combo như này các bác nhá. Đấy, combo như này. Đựng trong một cái hộp nhựa như này rất là tiện dụng này. Các bác có thể mang đi chiến công trình hoặc là anh em sử dụng để sửa chữa cũng rất là ok nhá. Đấy, combo của nó như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ combo như này nhá. Đấy, combo như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đem mã giúp cho em là khoan mini nhá. Đây, con này thì nó sẽ là cầm tay như này con này, cầm tay như này. Có cái đế sạc này các bác nhá, có đế sạc này. Về nhà thì các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, có cái lỗ cắm sạc đây, về nhà các bác cắm vào cái dây sạc điện thoại nhà mình nhá. Cắm dây sạc điện thoại nhà mình. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là khoan mini nhá, khoan mini. Giá sẽ là 180k. Đó, đây, khoan mini này, 180.000 cho con khoan mini này. Các bác nên mua cái bộ này thì sử dụng rất là tiện dụng nhá, rất là tiện dụng tiện ích luôn. Khoan mini giá sẽ là 180k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc diệt gián tận gốc cô nhá. Đấy, con này thì diệt kiến gián tận gốc luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k cho một lọ này. 15.000 cho một lọ thuốc diệt kiến gián tận gốc như này các bác nhá. Hàng này thì rất là nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì chuyên trị diệt kiến gián tận gốc luôn. Đây, cách dùng thì các bác nhỏ từ 5 đến 7 giọt này vào đường đi của vào đường đi hoặc là nơi chúng trú ẩn nhá, là chúng sẽ bị tiêu đời luôn. Đó. Giá thì sẽ là 15k cho một lọ như này. Bác nào lấy từ 3 lọ trở lên thì tính cho bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. 15k cho một lọ như này. Lên cho em là thuốc lọ thuốc dán nhá, lên cho em là lọ thuốc dán, giá sẽ là 15k. Đấy, lên cho em là lọ thuốc dán này. Lọ thuốc dán. Lọ thuốc dán nhá, giá của nó sẽ là 15k trên một lọ. Và bác nào lấy từ 3 lọ thì giá sẽ là bằng 40k cho 3 lọ nhá. 40.000 cho 3 lọ như này. Đấy, lên cho em là lọ thuốc dán nhá. Con này thì đặc trị diệt gián tận gốc luôn. Đó. Chuyên diệt kiến gián tận gốc luôn nhá. Đấy, diệt kiến gián tận gốc luôn. Rất là hiệu quả. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Giá của nó sẽ là 15k trên một lọ nhá. 15.000 trên một lọ như này. Lấy từ 5 lọ, 3 lọ thì giá sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng đôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bấm móng đôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. À, lên cho em là bộ móng trắng đi. Đấy, lên cho em là bộ móng trắng nhá. Đó. Bộ móng trắng. Nó màu trắng mà. Bộ móng trắng nhá. Đấy, bộ móng trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. 70k cho một cho cái bộ móng trắng như này. Lên cho em là bộ móng trắng 70k. Sản phẩm thì đựng trong một cái hộp nhựa hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đựng trong một cái hộp nhựa cực kỳ là chất lượng và xịn sò luôn. Nó sẽ đựng trong cái hộp nhựa như này nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái kéo để tỉa lông mũi này, một kéo tỉa lông mũi này, một cái mài để các bác mài móng tay này, một cái mài móng tay nhá. Đấy, cái này còn bọc nguyên giấy bóng này, và hai cái bấm móng cực kỳ xịn sò luôn, hàng bằng inox trắng nhá. Inox trắng cực kỳ đẹp này, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, Winling hai người của Đức, thép không gỉ nhá. Đấy, con này thì nó không quá là dày đâu, nó vừa phải thôi, nhưng mà nó lại rất là bén các nhá. Đấy, nó rất là bén luôn. Đấy, rất là bén quá. Đấy, cắt rất là ngon. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Bộ combo cho bác bao gồm là 4 món như này con này, 4 món như này. Một đôi bấm móng này, đấy rất sắc luôn các bạn. Đấy, cắt rất thích bạn. Ồ, con này cắt rất đã luôn các nhá. Đó, cắt rất là đã luôn.
thì bao gồm cho các bác là hai cái bấm, một cái bấm thường, một cái bấm khóe này, một cái kéo để các bác cắt tỉa làm vệ sinh da tay này, đấy, và một cái tẩy như này các bác, một cái gọi là một cái mài nhá, một cái mài móng như này để các bác chuyên để mài này, đấy, chuyên để mài, con này mài cũng rất là ngon luôn đấy, thì cắt xong các bác có thể mài đi, đấy, combo cho các bác là bốn món như này, lên cho em là bộ móng trắng nhá, lên cho em là bộ móng trắng, bộ móng trắng giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ móng trắng như này nhá, đấy, bộ móng trắng này giá của nó sẽ là 70.000, đó, 70.000 cho một cái bộ móng trắng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá, các bác lên cho em là nạo 5 món luôn. Hôm trước thì bên shop có cái nạo 3 món, hôm nay thì về tiếp cho bác cái lô này nó là nạo 5 món luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Nó sẽ bao gồm là một con dao này, đấy, một con dao, một cái nạo hai mặt này, một cái con để các bác gọt hoa quả này, một cái chuyên dụng để làm bánh này, và một cái nạo tay không như này nữa. Đấy. Bộ này của nó thì khá là đa di năng luôn nhá. Đây, như trên hình này, đấy, như trên hình như này. Bao gồm cho các bác là 5 món này. Đấy, để em sẽ cui ra cho các bác xem. Đấy. Rất là nhiều món luôn các nhá. Đấy. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác đây. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con dao này. Con dao này thì vừa để dùng để bổ hoa quả này, vừa là có nạo luôn, vừa để khui bia này, vừa để đánh vẩy cá, đa di năng hết nhá. Đấy, đa di năng hết các bác này. Một con dao này. Tiếp theo là đến một con nạo hai mặt như này, có cái đầu này để các bác vệ sinh luôn nhá. Nạo rất là bén luôn con này. Nạo thì một bên là nạo vỏ, một bên là nạo sợi này. Tiếp theo nữa là đến một cái này để các bác dạng như là các bác làm bánh này, hoặc là mình là lấy lõi, lấy lõi mình đẩy vào đây mình lấy lõi này. Đấy, nạo các cái loại ấy. Và tiếp theo là một cái như này. Con này thì em cũng không biết là nó dùng để làm gì. Thì các bác có thể sử dụng con này cũng được rất là nhiều công việc nhá. Đó, rất là công việc. Đấy, tiếp theo nữa là một con nạo như này. Một con nạo như này các bác này. Con này thì nó sẽ là hai bên, một bên nạo vỏ và một bên nạo sợi này. Đấy, 2 4 5 món nhá. Combo cho các bác là 5 món như này, giá sẽ là 70.000 nhá. 5 món như này 70.000. Cũng khá là nhiều món luôn và giá rất tốt cho bác luôn nha. 5 món 70.000. Tính ra vào chỉ có hơn 10.000 một món này thôi. Hơn 10.000 một món này thôi các bác nhá. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng bằng inox sáng bóng đẹp như này các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là nạo 5 món này. Nạo 5 món, giá sẽ là 70k cho một cái bộ nạo 5 món như này nhá. 70.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít đen nhá. Vít đen này. Đấy, bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một tô vít trợ lực và một cái bộ bao gồm là 6 mũi vít, giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000. 6 mũi vít với 12 đầu vít khác nhau luôn. Đó. Nó sẽ là combo 6 mũi vít và 12 đầu vít khác nhau, tha hồ cho các bác sử dụng luôn. Ở đây thì nó sẽ là combo như này các bác này. Đấy, combo như này. Tha hồ các bác thoải mái sử dụng luôn. Đây. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm là một cái tay vít đen trợ lực rất là tốt luôn. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều trợ lực rất là tốt nhá, và 2 4 6 cây vít với 12 đầu khác nhau. Đây. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đây, lắp vào này. Các bác khi lắp thì các bác nhấn cái này xuống này. Đó. Xoáy nhanh nhá. Thứ nhất là xoáy nhanh đảo chiều. Đấy, có đảo chiều luôn cho các bác nhá. Có đảo chiều luôn. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều và có trợ lực rất là tốt nhá. Đấy. Cái này thì các bác có thể cho ra cho vào tùy theo. Đấy, tùy theo nhá. Đó. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con vít đen như này thôi. Thép CRV nhá, rất là đẹp luôn. Lên theo là vít đen nhá, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60.000 cho một con vít đen như này. Con này thì các bác mua về để sửa chữa. Đấy, thép CRV này, 13 trong 1 này các bác này. Đấy, 13 chi tiết trong một cái đầu vít như này. 13 đầu luôn, 13 tính năng luôn các nhá. Đấy. Và đây là các cái đầu vít của nó này, các cái đầu vít của nó đây. Đấy, rất là đa di năng luôn, giá thì cực kỳ hấp dẫn nhá. Chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em là vít đen nhá, giá sẽ là 60.000 đây, một con vít đen 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn pin cảnh sát Nhật thế này. Giá sẽ là 180.000, có kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc đây, mới cáp sạc. Đấy. Lấy cái dao bóc thêm cái này. Bóc cả đống. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con đèn pin như này, mới nguyên đai nguyên kiện cho các bác luôn. Đấy, các bác này, đấy, rất là sáng luôn nhá. Đây, cái điểm sáng em dọi vào cho các bác xem này, đấy, rất sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây. Rất sáng luôn nhá. Và pha của nó rất là dọi luôn, con này có thể dọi xa được từ 300 đến 800 mét nhá, dọi rất là xa luôn, pha của nó dọi rất xa luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá là 180.000. Đó. 180.000. Đây. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này các bác này. Đấy. Các bác giữ lì cho em thì nó sẽ sang cái đèn bên này nhé, sang cái đèn bên này. Đấy, và các bác tiếp tục là giữ lì thì nó sẽ đèn nhỏ, đèn đỏ cảnh báo các bác nhé. Đó,
Và đây nó sẽ là một cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn nhé. Tấm pin năng lượng mặt trời này. Tiếp theo là cái đầu này để phá kính này. Đây có nam châm hít này. Đây có phá kính này, nam châm hít này, cắt dây này, cái này để cắt dây này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là la bàn này, la bàn này. Tiếp theo là còi hú này. Đấy, la bàn, còi hú và rất là nhiều tính năng khác nữa nhá. Sạc cho điện thoại con này. Sạc ra cho điện thoại và sạc vào nữa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 180k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Giá sẽ là 180.000đ. Đó, đây. Đựng trong cái hộp này, nguyên hộp của nó cũng đã đảm bảo khẳng định chất lượng rồi nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 180k cho bọn em, đèn pin cảnh sát Nhật như này. Nó rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là đèn pin này, cảnh sát Nhật nhá. Cảnh sát Nhật giá sẽ là 180k trên một em nhá. 180.000 trên em đèn pin cảnh sát Nhật thế này. Đó, đèn pin cảnh sát Nhật giá 180k. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái cưa xích các bác nhá. Đó lên cho em là cưa xích này. Đấy, nó sẽ là một cái dạng cưa dây xích như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho cái cưa dây xích như này thôi. Giá sẽ là 30.000 các bác nhá. 30.000 cho cái cưa dây xích như này. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, những cái đầu đai đầu điếc của nó rất là chất lượng các bác này. Đầu đai rất chất lượng luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình cưa ống nước này, cưa gỗ, cưa cây, cưa cành này. Đấy. Đưa đi em bẻ cho. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k thôi. Lên cho em là cưa dây xích nhá. Giá sẽ là 30.000. Đó. Cưa dây xích. Đây các bác này, đấy, những cái đoạn ống nước như này nhá, vì cưa kiếc là đưa vào nó rất là khó, nhưng mà đây là các bác cắt thì nó rất là đơn giản các bác theo. Đấy. Đấy, hoặc là các bác có thể cưa cành gỗ này. Đấy, cưa cây, cưa gỗ nói chung là đều được hết nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Lên xem là cưa dây xích nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một con cưa dây xích như này thôi, rất là tiện. Ở nhà các bác có ống nước, ống niếc, những cái đồ mình cần sử dụng ấy thì mình cho vào cho em, rất là tiện dụng luôn. Lên xem là cưa dây xích, giá của nó sẽ là 30k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chốt cửa các bác nhé. Chốt cửa nó sẽ là một con chốt cửa như này, bao gồm cho các bác là hai cái một cái chốt này và một cái để các bác bắt vít này và ốc niếc đầy đủ cho bác luôn. Con này thì các bác lên cho em là chốt cửa nhé. Đấy, chốt cửa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một cái chốt cửa như này. Lên cho em là chốt cửa nhé. Đó, chốt cửa, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k trên em chốt cửa như này. Combo của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn, chốt cửa 40k. Đây các bác này. Đấy, các bác chỉ cần bắt vít vào cho em, sau đó thì mình lắp vào là mình sập vào xong. Đấy, cánh cửa tủ này, cửa chuồng chó, chuồng mèo, những cái cửa nhỏ nhỏ ấy là các bác dùng cái loại nhỏ này cho em. Nó rất là vừa xinh các bác theo. Mình chỉ cần bắt vít vào là xong thôi. Nó có sẵn ốc vít rồi. Đấy, bắt vào thì mình đóng vào mình sập vào cái là xong, còn tay kéo nó sẽ ra nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Chốt tự động rất là tiện, có lò xo đẩy 40k nhá. Rồi ok. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Fuji made in Japan. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân với 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là
hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bạn này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bạn này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là Naven Shop. Tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh này, đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá, 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, gối ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5.
Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy mài dao các bác nhá. Máy mài dao. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi các bác. Đó. Một con máy mài dao cực kỳ chất lượng như này và giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy mài dao nhá. Đó, máy mài dao. Giá của nó sẽ là 80.000 trên một em máy như này. Con này thì nó sử dụng điện 220 bình thường. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là xong nhá. Đấy, cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi, sau đó thì mình mài thôi nhá. Đấy, cắm cái củ sạc điện thoại cho em là bật công tác này lên là máy chạy này. Máy chạy cực kỳ là khỏe và chắc luôn. Đây, em sẽ test thử cho các bác xem nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Đây, con này thì nó sẽ cắm vào cái chân USB nhá. Chân USB. Đấy, các bác chỉ cần cắm cho em vào cái chân USB này là xong rồi này. Đấy. Đây, em sẽ cắm thử cho các bác xem. Nó sẽ là có một cái dây sạc như này. Đấy, có một cái dây sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái chân USB xem. Đó. Đây nhá, các bác cắm vào cái chân USB này. Đấy, cắm USB sau đó các bác bật công tác lên là máy chạy thôi. Đây. Đấy. Các bác nghe tiếng máy nó chạy chưa? Đó. Thì các bác đưa ra vào mình mài. Đây nha, ví dụ em mài trực tiếp cho bác xem cái lưỡi dao dọc giấy nhá. Đây. Các bác đưa vào mài này này. Đấy, các theo. Đấy, các bác đưa thì cứ nhẹ nhàng cho em nhá. Mình đưa mạnh quá thì máy nó sẽ bị dựng nhá. Đấy, cho nên là mình cứ đưa bình thường thôi. Đấy, các bác trông nó tóe lửa chưa? Đó, rất là tiện nhá. Các bác có thể đảo chiều như thế này này. Đấy, đảo chiều như này cho em này. Đấy, các bác theo. Và đây là cái bên trên nữa này, bên trên nữa nhá. Bên trên thì nó không có cái chía này các bác. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái mài ở đây nữa này, cái mài bằng cơ tay ở đây nữa. Rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, thì cái này các bác mài thì mình cái lượng tay mình ép nó vừa phải thôi nhá, đừng cho vào mạnh quá nhá. Cho vào mạnh quá thì nó sẽ bị dừng. Đấy. Bình thường em cho như này nó đã tóe lửa như này là các bác biết rồi. Đấy, rất là bén luôn nhá. Đó, đây. Và em mài thì con này em mài trên cái sống dao đây này. Đấy, mài trên cái sống dao mà nó cũng đã sắc rồi này các bác này. Đấy. Rất là tiện dụng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác mình con dao dọc giấy như này. À con máy mài dao như này nhá. Đấy. Máy chạy rất là khỏe luôn các nhá. Máy chạy rất là khỏe luôn các nhá. Đó. Cắm vào ổ USB nhá. Dây của nó đây. Về nhà có cắm vào cái sạc chân sạc điện thoại nhà mình ấy. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con như này thôi. 80.000 cho một con máy mài dao này thôi nhá. Bác lên kia là máy mài dao. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một em như này nhá. 80.000 cho một em máy mài dao như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó. Họ mài cái con dao nó rất là nhanh bén luôn các bác thấy không? Đó, đây. Đó, thấy không? Đây. Chuyên để mài dao này. Họ mài cái thẻ ngân hàng mà còn thái được thịt thì các bạn này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn F1 nhá. Lên mã giúp cho em là đèn F1. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn F1 như này. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là đèn F1 này. Đó. Đèn F1 giá của nó sẽ là 130.000 một em nhá. 130.000 cho một con đèn F1 như này. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn đầy đủ các cái bộ phận các bác luôn. Ốc vít này rồi đai này rồi điều khiển nhá. Ốc vít, đai, điều khiển. Và sản phẩm chính của nó sẽ là một cái con đèn như này. Đấy, một con đèn như này có kèm cho các bác là một cái chân pin, à một cái pin năng lượng rời nhá. Và dây của nó thì dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Dây dài từ 3 đến 5 mét. Ở nhà thì các bác cắm vào đây xem này. Cắm vào đây xem. Đó, sau đó thì mình bật này. Đó. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhé. Con này nó dùng cảm biến luôn. Nó dùng cảm biến các bác nhé. Đấy, thì có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi kết thúc thì nó sẽ tắt nhé. Đây, có chế độ tắt bật bằng điều khiển này. Bật lên này. Đấy, tắt đi này. Bật lên này. Có chế độ sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này. Có tắt đi này, bật lên này. Đấy, sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này. Đó, có điều khiển từ xa luôn này các bác điều khiển nhé. Rất là tiện luôn. Và cũng có công tắc điều khiển như này. Đấy, rất là tiện này. Các bác có thể dùng để mình để vào các cái vị trí để mình sử dụng trực tiếp này, hoặc là ăn cơm ăn nước. Con này nó có mắt cảm biến luôn nhá, có mắt cảm biến luôn. Và cái tấm pin của nó đây, tấm pin thì các bác chỉ cần để lên cái vị trí nào mà
ánh sáng ok là được thôi, kể cả các bác để cửa sổ được đấy, có mắt cảm biến này, bình thường bật lên là nó sẽ sáng như này các bác này. Đấy, tắt đi các bác này, đó, rất là ngon lành luôn nhá. Thì con này công suất của nó cũng tương đối khá là sáng để cho các bác có thể sử dụng trong cái công việc hàng ngày các nhá. Đấy, thì nói chung là mình sử dụng ngoài cổng, ngoài cửa hoặc là hành lang hoặc tất cả các cái khu vực đều ok hết, thì nó cũng mất tiền các bạn. Đấy, mình tận dụng cái ánh sáng năng lượng mặt trời, nó cũng rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Đấy, 130k. Tên mã giúp cho em là đèn F1 nhá. Đèn F1 giá sẽ là 130k cho một con đèn F1 như này. 130.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là cân sức khỏe này. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi các bác nhá. Đó, đây. Cân sức khỏe nhá. Bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì cũng rất là tốt cho các bác thôi. Thì một con cân như này giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con cân sức khỏe như này thôi nhá. Đấy, lên cho em là cân sức khỏe này. Đó. Cân sức khỏe giá của nó sẽ là 100k trên một em nhá. Nhà nào cũng nên có một chiếc để các bác theo dõi tình trạng sức khỏe, tình trạng cân nặng để mình biết được mình điều tiết cơ thể của mình. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, có kèm cho các bác là một cái đôi pin và một cái ấy luôn thôi nhá. Đấy, đây, hàng của Nhật đây, chữ nghĩa đây các bác này. Đó. Kèm cho các bác là một đôi pin như này, một đôi pin này về nhà các bác lắp pin mà cho em. Một đôi pin và một cái thước đo luôn nhá, một cái thước đo luôn. Đây. Đấy, có kèm cho các bác một cái thước đo như này nhá, một cái thước đo này. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Về nhà thì các bác tháo pin cho em này. Đấy. Tháo pin cho em. Sau đó thì các bác lắp vào nhá. Đó. Đây, tháo pin ra này. Tháo cái lấy pin ra các bác lắp vào cho em. Đó. Lắp vào. Đây, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Đây các bác này. Sau đó thì các bác cân như bình thường thôi. Đấy. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đây nhá. Con này thì nó sẽ có báo cả nhiệt độ luôn nhá, có báo nhiệt độ luôn. Đây. Đấy. Em hiện tại bây giờ đang là 66,5 kg nhá. Nhiệt độ bên em bây giờ 66 nhá. 66,6 kg. Nhiệt độ bây giờ đang là 30 độ C nhá, 30 độ C và 66,6 kg. Đấy, số quá đẹp luôn các bác nhá. Đó. Thì con này bên shop đang bán cho bác cái giá là 100k nhá. Lên cho em là cân sức khỏe này. Cân sức khỏe giá của nó sẽ là 100.000 cho một em cân sức khỏe này. Con này các bác dùng thì rất là tiện, các bác cứ để trong phòng ngủ, phòng khách để các bác liên tục kiểm tra sức khỏe. Khi dùng thì các bác ấn cái nút này lên cho em là nó sẽ lên này. Bình thường nó sẽ tự tắt nhá. Đấy, nó sẽ tự tắt và khi các bác ấn thì nó sẽ lên. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân luôn nhá, 180 cân luôn. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe các bác nhá, cân sức khỏe. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Đấy. Bên shop bán khá là nhiều rồi các bác nhá. Và cái giá thì cũng rất là tốt cho các bác luôn. Giá rất là tốt luôn, 100k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Đấy, cầm cho anh cái cân 10 ở đây đi. Đấy. Thì bên shop cân thì có hai mẫu đó là cân 5 và cân 10. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đây, cái mẫu này nó sẽ là cân 5 này. Đấy, cân 5 này. Ở đây thì nó sẽ là con này nó sẽ là cân được 5 cân nhá, cân được 5 cân. Đấy, cân được 5 cân thôi. Thì bên em gọi nó là cân 5 nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Nhật các bạn, hàng của Nhật. Đấy, nó sẽ có kèm cho các bác là một đôi pin luôn, cũng kèm cho các bác một đôi pin như này. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là lắp tháo lấy này ra, lắp pin vào cho em này, lắp pin vào là xong. Đó. Tháo lấy này ra, lắp pin vào này. Đó. Tháo lấy ra, lắp pin vào là ok. Đó. Con này thì nó sẽ cân được tối đa là 5 cân thôi nhá, cân được tối đa là 5 cân. Cho nên là bên em gọi nó là cân 5 nhá. Đây. Em đặt cái này lên coi. Đó. Khi cân thì các bác lưu ý là để cân bằng cho em nhé. Để cân bằng cho em. Đây nút nguồn này các bác này. Bật lên tắt đi này. Đấy. Đây. Đấy. Để đây cho các bác nhìn cho nó rõ nhé. Đó. Đây các bác này. Đấy. Thì ví dụ như đây giờ em đặt cái điện thoại này lên này. Em đặt cái điện thoại này lên này. Đấy. Thì nó sẽ là 213-14g cho cái điện thoại như này nhá. Sau đó thì em nhấn chức năng là trừ bì thì nó sẽ về 0 này. Sau đó thì em lại đặt cái cân của nó lên này. Đấy, cái cân của nó thì nó sẽ là 230g, 229g. Con này thì nó tính từng gram một nhá. Kể cả bây giờ khi các bác di chuyển vào nó có gió là nó cũng nảy số đấy nhá. Đấy, cho nên là các bác cân là phải thăng bằng và không có gió nhá. Đấy, thì các bác muốn cho về 0 thì các bác lại nhấn cái nút nguồn này nó sẽ về 0. Đấy, thì các bác lên cho em là cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân thôi. Cân tối đa được 5 cân nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là chỉ 50 cành thôi. Đấy, lên cho em là cân 5 này. Cân 5 giá của nó sẽ là 50k.
về nhà các bác cân đồ ăn thức uống đồ lặt vặt trong gia đình nhà mình cũng ok. Đấy, lên cho em là cân 5 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mã đó là cái cân 10 này. Đấy. Các bác lên cho em là cân 10. Con này thì nó cân được tối đa là 10 cân. Đấy, tối đa là 10 cân. Con cân 5 thì của Nhật và con này thì hàng của Đức nhá. Đây, Made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá, Made in Germany. Con này thì cũng có kèm cho các bác là một cái đôi pin luôn. Và con này thì nó sẽ là hàng của Đức. Mặt của nó sẽ là mặt inox và cân được tối đa là 10 cân. Nó sẽ là hàng to hơn một chút. Đây, các bác mở ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình lắp pin vào này. Con này nó cũng có hai viên pin như này thôi. Nói chung là những cái pin con thỏ nhỏ như này thì mình dùng nó sẽ rất là lâu hết các bác nhé. Đấy, dùng nó lâu hết ạ. Cho nên các bác dùng yên tâm thôi, không phải lan tăn. Đấy. Tại vì con này nó tự ngắt nữa cho nên nó cũng rất là lâu hết luôn. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Thì bao giờ nó cũng chế độ là các bác nhấn cho em là chế độ gam nhé, là ok. Đó. Bật nguồn lên. Đấy, các bác bật nguồn lên chế độ gam ok này. Đấy. Đây em sẽ cho cái điện thoại này lên này. Đấy, cho cái điện thoại này lên. Đó. 214 gram nhá, chuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Sau đó thì em đặt cái cân này lên này. Các bác trừ bì thì các bác lại nhấn cho em cái số 0 này. Đó, thì nó sẽ về 0, sau đó thì các bác đặt cái này lên cho em này. Đó là sẽ có tính năng trừ bì luôn nhá. Đó. Thì nó rất là tiện ích cho các bác khi mà các bác sử dụng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là cân 10 nhá, cũng có tính năng trừ bì luôn. Lên cho em là cân 10. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là cân 10 nhá. Đấy. Lên cho em là cân 10, giá của nó sẽ là 160k cho một con cân 10 như này. 160.000 thôi nhá, 160.000 cho con cân 10 như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi các bác nhá. Đấy. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều và con này thì nó cũng khá là hit hot cho các bác luôn. Đấy. Lên cho em là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Đấy, một con phích đun sôi như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thôi, 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu sữa nhá. Đấy, đợt này về lại cả màu đỏ này nữa luôn. Thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Các bác hết sức thông cảm tại vì hàng nó về theo lô nhá. Đấy. Có lô thì có màu đỏ, có lô thì màu sữa, có lô thì màu xanh. Đấy, hàng về theo lô cho nên bên em sẽ gửi ngẫu nhiên. Đây, rất là đẹp các bác này. Hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá, dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá, dung tích của nó 3 lít. Đấy, con này thì vừa là đun nóng vừa là giữ nhiệt được luôn. Đây. Đấy, công suất của nó sẽ là điện 220V, 1300W và dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá, rất tiện dụng luôn. Đây là cái đế của nó này. Đấy. Nói chung là đầy đủ bộ sản phẩm như này. Một con phích đun chất lượng như này nhá. Đấy, một con phích chất lượng như này các bác. Đấy. Đây, các bác chỉ cần là như này cắm điện là xong thôi. Đó, mình cứ để đây. 3 lít cơ mà, thoải mái sử dụng luôn. Buổi sáng đến các bác cho nước và mình đun này. Sau đó thì khi mà mình sử dụng thì mình lấy ra. Đấy, khi mình pha trà, pha sữa, pha cà phê nhá. Nắp niếc của nó này, đấy, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Dung tích là 3 lít, thoải mái sử dụng các bạn. Đấy. Và nắp xoáy của nó cũng rất là kín khít luôn. Thì nó giữ nhiệt rất là tốt. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Khi bác rót thì nhấn cái này cho em này, nhấn cái này cho em. Đó, đóng mở đây. Có cả hướng dẫn luôn. Đấy, và khi mình cắm thì nó sẽ lên đèn nhá. Khi mình cắm thì nó sẽ là lên đèn đỏ hoặc đèn xanh tùy theo khi mình đun nấu. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một con phích đun sôi như này giá chỉ có 180.000 thôi. Các bác lên cho em là phích đun sôi nhá. Đó, phích đun sôi. Phích đun sôi này, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho một con phích đun sôi như này. Đó, khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nha. Nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Đấy, rất hit hot để phục vụ các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc móc khóa iPhone nhá. Sạc móc khóa iPhone, con này thì nó chuyên dùng cho điện thoại iPhone thôi. Đó, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Đây đang báo sạc vào đây. Đấy. Hàng nội địa của Nhật nhá, Made in Japan các bác này. Đó, Made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Đấy, các bác cắm này là nó vào các bác này, báo pin đang sạc này. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới bác một con sạc móc khóa iPhone như này. Giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k. Đó, hàng nội địa của Nhật. Sẽ kèm cho các bác là một cáp sạc này và một cái dây móc khóa như này, về các bác đeo vào đây và các bác có thể treo vào móc khóa này hoặc là treo vào các cái vị trí nào mình để sử dụng nhá, rất là phù hợp luôn. Đó. Giá thì bên shop thanh lý cho bác cái giá chỉ có là 20k cho một con sạc móc khóa này thôi nhá. Đấy, sạc móc khóa chuyên dùng cho điện thoại iPhone nhá. Thì con này rất là tiện luôn, các bác có thể để móc khóa, để bao lô, để túi xách, để đâu cũng được. Khi điện thoại mà hết pin thì các bác có thể là
là sạc trực tiếp như này, sạc trực tiếp này cho em này, đó sạc trực tiếp này chưa, đó thì giá thanh lý cho các bác nhá, giá thanh lý cho bác luôn. Bên em về lô này thì chắc là được khoảng vài chục bộ, thì thanh lý cho bác giá chỉ có 20k thôi nhá. Đấy, lên cho em là sạc móc khóa iPhone nhá, sạc móc khóa, lên cho em là sạc móc khóa được rồi, đó sạc móc khóa nhá. Đấy, sạc móc khóa thanh lý giá của nó sẽ là 20k một chiếc nhá, 20.000 một chiếc như này, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, một cáp sạc này, một dây móc khóa để đeo và một con sạc như này. Con này dung lượng pin của nó sẽ là 1500mAh nhá. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá để cho các bác, giá chỉ có cho các bác là một con sạc như này, giá của nó chỉ có là 20k thôi nhá. Giá cực kỳ là chất luôn, 20k cho một con như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bạt phủ xe các bác nhá, bạt phủ xe. Con này thì nó khá là to luôn và rất là tiện để các bác dùng để phủ xe đạp, xe máy đều được hết nhá. Xe đạp, xe máy ok hết, nên cho em là bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe. Đấy, bạt phủ xe giá của nó sẽ là 50k trên một chiếc như này nhá. 50.000 trên một chiếc như này. Cái này thì nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể là mình bóc ra này. Đấy, bóc ra sau đó thì mình giả ra mình sử dụng thôi. Nó sẽ là một con bạt rất là to luôn các nhá. Đấy. Nó rất là to như này các bác. Đấy, rất là to như này. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 2m và một chiều là 1m nhé. Đấy, 2m, 1m. Và nó là thuộc cái dạng là hình phễu nhé. Hình phễu đấy, 2m, nó giả ra như được như này. Đấy, nó sẽ có cả dán như này luôn. Các bác giả ra nó rất là to luôn. Thì khi giả ra, mình có thể chùm lên xe máy, xe đạp điện, rồi các loại xe đều ok hết nhá. Đấy, nó rất là to rộng như này các bác này. Đấy, rất to rộng luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để phủ lên xe thì rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 50k thôi nhé, 50k thôi. Nên đã cho là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000, rất là to luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng ni lông nhá. Đấy, ni lông lưới các này, ni lông lưới. Đấy, có cái độ dai nhất định không bị rách nhá. Đấy, ni lông lưới nên rất là bền luôn. Đấy, giá thì rất là hợp lý cho bác nhá. Đó, giá rất là hợp lý, chỉ có 50k trong cái bạt phủ xe như này thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là một cái sản phẩm rất là hit hot. Đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con robot các nhá. Đấy, một cái em robot cực kỳ là chất lượng như này. Và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Đây. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chạy bằng pin nhá. Đấy, nó sử dụng pin 18650. Bên shop về số lượng cho các bác và giá rất là tốt luôn. Một con robot như này. Hàng cực kỳ là chất lượng cho các bác để các bác sử dụng nhá. Đây. Ở đây thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cáp sạc này, một cái miếng lau đây để các bác về các bác cho vào này. Đấy. Và đây nó sẽ là một con máy như này. Nó sẽ có màu trắng và màu đen, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Nó có hai màu, màu trắng và màu đen các nhá, màu trắng và màu đen. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên, cái màu trắng màu đen nó không có quan trọng đâu. Đấy, về nhà thì các bác cho em cái miếng dán vào đây, đặt cái miếng dán vào đây nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có cái miếng dán đây này. Đấy, miếng dán để lau này các bác dính nó vào đây, sau đó thì mình đặt nó vào. Đấy. Và nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc như này nhá, kèm thêm cho các bác một cái cáp sạc như này. Về nhà khi các bác sử dụng thì tháo cho em cái bánh xoay này ra này, cái bánh xoay này ra. Đó, sau đó thì các bác bật nguồn này lên là nó sử dụng được thôi. Đó, bật nguồn lên các bác nhé. Đấy là sử dụng các bạn. Đấy, nó rất là tiện ích như này. Con này thì giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là khi mà rác nó vào thì rác nó sẽ ở trong này và các bác tháo ra là các bác vệ sinh cho em nhé. Nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130k cho con robot hút bụi này thôi. Lên cho em là robot này. Đó. Robot hút bụi. Hút bụi nhá. Giá của nó sẽ là 130k một con này nhá. 130.000 cho con robot hút bụi này thôi. Khi các bác sử dụng thì ở đây nó có một cái cản pin như này nhá. Về nhà các bác rút cho em cái cản pin này ra này. Đấy, rút cái cản pin này ra thì mình mới sử dụng được. Đấy, sau đó thì bật lên này. Đấy, bật lên là máy nó sẽ chạy thôi này. Đấy, máy nó chạy các bác này. Đấy, con này thì nó sẽ là cảm biến luôn nhá. Đó. Ví dụ như là đi vào các cái vị trí gầm hay ngóc ngách hay là chạm vào đồ vật thì tự nó sẽ quay trở lại các bác nhá. Đấy. Các bác thấy không? Rất là tiện luôn. Đấy. Rất tiện nhá. Nó sẽ tự nó quay trở lại nhá. Đấy, và nó sẽ đi vào các cái vị trí khác rất là tiện luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì nó cứ chạm vào đồ vật là nó sẽ quay lại thôi. Đấy. Kể cả trên cái thảm này. Đấy, nó còn đi lên được cả trên cái thảm luôn các bác này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Rác rưởi các thứ này, lá lẩu nó hút hết vào được luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy. Để em sẽ test cho các bác một ít cái giấy này luôn. Đây các bác này. Đây. Con này thì nó hút khá là khỏe luôn các bác nhá. Đấy. Đấy. Thì các bác giấy rác rồi nói chung là đồ dùng rồi rác rưởi trong nhà là nó đều xử lý được hết các bác nhá. Đấy. Hút sạch luôn các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đó các bác thấy không?
Đấy. Thì nó có cảm biến, tức là khi mà chạm vào đồ vật là nó tự nó quay lại, và để các bác cứ để cho nó chạy trong nhà như vậy rất là sạch và tiện ích luôn. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Con này nó chạy pin 18650 nhá. Hết pin thì các bác có thể mình sạc pin, và pin mà bị hỏng để dùng lâu rồi hỏng thì các bác có thể thay pin, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, 130.000 cho một con robot hút bụi này nhá. Đó, đấy các bác thấy không? Đó, rất là tiện ích luôn. Đấy, tất cả các gầm nhức ngóc ngách nó đều chui vào được hết nhá. Đấy, cái nào mà vừa chiều ngang của nó là nó chui vào được hết, rất tiện luôn. Đó. Đây, rồi em sẽ tháo ra cho các bác xem nhá. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác nhấn nút này để chạy này, nút này để dừng này các bác này. Đấy. Nó sẽ có cấp độ chạy như vậy đây. Đây. Rác rưởi các thứ nó hút vào đây này. Đấy. Em vừa nãy có để có một tí thôi mà nó hút vào đây các bác nhá. Đấy, nó hút vào này. Đấy các bác theo. Rác rồi bụi bẩn này. Đấy. Mới có một tí thôi mà nó đã hút được như này rồi. Thì chứng tỏ là trong cái nền nhà em thì nó rất là sạch, nhưng mà những cái dòng bụi mịn, bụi miếc như này nó vẫn hút vào được các bác này. Đấy, các bác theo. Thì nói chung cũng rất là tiện ích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác giá rất là hợp lý nhá. Chỉ có cho bác là 130.000 cho một con máy hút bụi này thôi. Giá này là giá không tưởng luôn các bác nhá. Giá không tưởng luôn. Đấy, không hề tưởng tượng được nó có một cái giá tốt như này các bác nhá. Đấy. Lên cho em là robot hút bụi nhá. Robot hút bụi giá sẽ là 130.000. Đấy, con này nó chạy thì nó chỉ cần các bác chỉ cần là lắp pin mà là xong thôi. À, các bác chỉ cần sạc pin thôi. Nó rất là tiện, nó không bị sử dụng pin thường mà nó là quả pin 18650 ở đây rồi. Đây, các bác bật như này nó chạy này. Đấy. Nó sẽ có hai chế độ các bác. Đấy, một này. Đấy. À, cái này nó chỉ có một chế độ thôi, các bác chỉ có bật nguồn lên là xong thôi. Đó, rồi ok nhá. Anh em các bác lên cho em là robot hút bụi nhá. Giá sẽ là 130k cho một em như này, 130.000. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, thì con này bên shop bán khá là nhiều rồi. Về nhà thì có cái miếng dán ở đây này. Đấy, các bác dán nó vào đây, sau đó thì mình dán cái miếng mút này lên. Đó, thì nó sẽ là combo như vậy. Và các bác tháo cho em cái cản pin cộng với tháo cái chân ấy này ra nhá. Cái chân bánh xoay này ra này. Đấy, cái này là chân giữ bánh này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Các bác xem kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, không lại lúc mình về mình nhận hàng xong mình không biết cách sử dụng như nào các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước giặt xả nhá. Đấy, nước giặt xả. Con này thì vừa giặt vừa xả vừa tẩy luôn. Nó sẽ là hàng đa di năng cho các bác. Đấy, giá thì bên shop bán theo hộp này thì một hộp của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 5 bịch nhá, 5 bịch. Giá của nó sẽ là 80k trên một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì một bịch này sẽ là 20.000 một bịch nhá, 20.000 một bịch. Của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng viên các bác nhá, thuộc cái dạng viên như này các bác này. Đấy, một bịch của nó sẽ là 20 viên và nó sẽ là thuộc cái dạng viên keo như này. Các bác về các bác ném trực tiếp vào quần áo cho em, không cần phải bỏ vào lọ đâu. Nó sẽ là cái dạng keo như này, các bác về các bác ném trực tiếp vào quần áo cho em nhá. Cái này mùi thơm của nó rất là dễ chịu luôn. Đấy. Thì con này nó rất là nhiều tính năng nhá. Đấy. Thứ nhất là tẩy sạch này. Đấy, thứ nhất là tẩy trắng này. Đấy, tẩy trắng này. Tẩy trắng sạch này. Đấy. Thứ hai là diệt khuẩn này. Đấy. Thứ hai là diệt khuẩn này. Và thứ ba là thơm coi nhá. Đấy. Tẩy trắng sạch, diệt khuẩn và thơm. Đó. Thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó, và một hộp như này của nó sẽ là 5 bịch, giá sẽ là 80.000, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho một bịch như này nhá. Các bác có thể mua lẻ cũng được. 20k một bịch như này. Thì một bịch này thì các bác mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút thôi. Thì các bác có thể mua lẻ thử 1-2 bịch để mình dùng thử. Ok thì các bác có thể mua tiếp, còn cái này em bán rất là nhiều rồi. Đấy, giá thì nó rất hợp lý thôi. Chỉ có 80.000 cho một bịch như này, và một bịch này của nó thì nó vào khoảng là 20 viên, một bịch là 20 viên. Mỗi lần giặt các bác cho em từ 3 viên, 3 đến 5 viên tùy theo lượng quần áo nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy cái gọi là chổi lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp thì đây nó sẽ là một con chổi như này các bác này, một con chổi như này. Về nhà thì các bác bóc qua cho em này. Đấy, bóc ra thì em gửi cho các bác là hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, và nó sẽ có cho các bác một cái miếng mút lau như này, một cái miếng mút lau như này, rất là tiện luôn để các bác có thể vệ sinh lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp, các bác, chổi lau bàn bếp giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Chổi lau bàn bếp, lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Giá chỉ có 40k thôi. Con này nó sẽ là bằng cơ, rất là tiện dụng luôn. 40k cho một em như này. Thì ở đây nó sẽ là một con chổi như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp ráp vào cho em như này xong này. Đấy, lắp ráp cho em như này thôi. Đấy, các bác ấn nhấn nó vào. Nó có cái lẫy đây, các bác nhấn vào cho em này. Đấy,
có lẫy này, các bác nhấn vào này. Đấy, ở đây nó cũng có cái lẫy như này, các bác để cho các bác đẩy chéo này nó vào này. Đấy, khi các bác sử dụng thì mình kéo vắt thì kéo như này nhá, còn khi lau thì mình cứ thế này mình lau thôi, cứ thế này mình lau nhá. Còn khi sử dụng thì mình kéo vắt như này chưa, đó, kéo vắt như này nha, rất là tiện luôn nhá. Đấy, kéo vắt này chưa, rất là tiện luôn. Các bác có thể lau bàn bếp, lau bàn ăn, lau kính, lau các loại lau luôn, lau thập cẩm ngũ vị, lau cái gì cũng được các bác nhá. Đấy, đây các bác này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một con chổi lau bàn bếp như này thôi nhá. Lên cho em là chổi lau bàn bếp, chổi lau bàn bếp giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, kéo vắt này nó sẽ vắt này. Đấy, kéo vắt này nó sẽ vắt này, rất là tiện nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây nhá, nó rất là tiện các bác này. Đấy, các bác lau xong này. Đấy, gạt nước xong thì mình có thể mình vắt đi là xong, nó rất là tiện luôn. Đấy bác thấy không? Đó. Lau bàn ăn, bàn bếp rồi nói chung là tất cả cái độ thấm hút của nó rất là tốt nhá. Đấy. Gạt thực phẩm, gạt thức ăn sau đó thì sau đó thì mình lau xong thì mình vắt đi là xong. Đấy, vắt thì nó rất đơn giản thôi. Đấy, lau kính, lau bếp, lau bàn ăn, lau chậu rửa này, rất là đa di năng luôn nhá. Đó, vắt thì mình chỉ cần kéo lên là nó sạch luôn, khô luôn, rất tiện. Sau đó các bác lại treo lên nhá. Đây, khi vắt các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em mấy lần là nó sẽ sạch khô hết luôn nhá. Sau đó thì mình treo lên, rất tiện. Chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một em như này, rất siêu tiện dụng luôn, siêu tiện dụng luôn nhá. Đó, rất là ngon. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sạc đa năng các nhá. Cái này lên là cái gì nhỉ, sạc đa năng à, bao nhiêu nhỉ, các bác lên cho em là sạc đa năng nhá. Đấy, lên cho em là sạc đa năng. Đấy, lên cho em là củ sạc đa năng, giá của nó sẽ là 80k cho một cái củ sạc đa năng như này nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc nhanh của iPhone nhá, sạc nhanh của iPhone đây các bác. Đấy, sạc nhanh hàng của thương hiệu iPhone nhá, iPhone 14 Pro Max này. Ở đây thì nó sẽ có hai cổng USB và hai cổng Type C nhá, thì nó rất là tiện luôn. Đó, giá thì sẽ là 80k, hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max và giá của nó, công suất của nó sẽ là 20W nhá. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đó. À xin lỗi, lên cho em là sạc đa năng nhá, sạc đa năng. Đó, sạc đa năng. Lên cho em là sạc đa năng iPhone này. Sạc đa năng iPhone. Không, lên cho em là sạc đa năng là được rồi. Các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, lên đúng tên cho em tí cho tránh bị nhầm lẫn, củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một con củ sạc đa năng như này. Dây của nó thì dài khoảng tầm 1 mét nhá. Đấy, dây của nó đây. Đấy, nó có dây luôn thì các bác cắm ở đây, sau đó thì mình cắm các cái thiết bị vào nó rất là ok nhá. Đấy. Các bác có thể cắm chân USB này, cắm chân Type C đều ok hết, nó sẽ có hai chân như này để các bác cắm vào, rất tiện dụng luôn. Giá thì khá là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái củ sạc đa năng như này. Giá của nó sẽ là 80.000 thôi, chỉ có 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này thôi. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy. Thì các bác dùng về các bác cắm cái củ này, mua thêm dây cũng được, về mình sử dụng rất hợp lý luôn. 80k củ sạc đa năng. Rồi ok.